Doãn nhược băng đột nhiên cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn giữa không trung tà phi, khóe miệng đều là đùa cợt, nàng nhẹ giọng nói ra, tà phi, sâu kiến hoàn toàn chính xác không thể hám thiên, nhưng chúng ta không phải sâu kiến, ngươi cũng đại biểu không được thiên, chỉ bằng ngươi muốn giết chết chúng ta nằm mơ. Ông, Doãn nhược băng thân thể tại thời khắc này quang mang đại thịnh, một đạo chướng mắt bạch quang lấp lánh mà ra, nàng toàn thân tay áo bồng bềnh, tóc xanh bay múa, tại bạch quang lấp lánh phía dưới càng tựa như một cái chiếc tiên giáng lâm. Nương theo lấy bạch quang, một cỗ nồng đậm tới cực điểm mùi thơm từ trên người nàng lan tràn ra, kia mùi thơm thế mà còn hóa thành thực chất, biến thành đạo đạo màu hồng sương mù, chỉ là trong chớp mắt bốn phía tự trở nên sương mù tràn ngập, hết thảy cảnh vật đều biến mất. Ta hương nữ tộc thân là thiên hạ thập đại thần lô thứ hai, ta phi, ngươi cho rằng thật chỉ có một cái vạn tốn mê hồn thuật ngươi quá coi thường ta doãn nhược băng. Một đạo tiếng cười lạnh theo màu hồng trong sương mù truyền đến, ta phi tại thời khắc này cảm giác biến thành mù loà, nơi này thần thức cũng căn bản dò xét không được, sở dĩ hắn thoáng cái đã mất đi doãn nhược băng cùng giang giật thân ảnh. Hắn đầy mắt chấn kinh, lập tức nghĩ tới điều gì, nổi giận giống to, truyền tống bên trong hương huyễn thần trận thế mà thật tồn tại doãn nhược băng, người tiện nhân này, người lại muốn tiện nghi giang giật cái này cầu tạp trùng A, A, A. Tà phi điên cuồng phóng thích hủy diệt thiên luân hướng phía trước gào thét bổ tới, đồng thời bên người to lớn đầu lâu cũng hung hăng hướng bốn phương tám hướng gào thét đập tới, nhưng bốn phía đều là bột xương mù, hắn căn bản khóa chặt không được mục tiêu, mà lại hắn cũng cảm giác tựa hồ tìm không thấy phương hướng cũng vĩnh viễn bay không ra cái này mê trận ách giang giật chạy vội thân thể đột nhiên dừng lại phía trước nhanh chóng tràn ngập ra màu hồng sương mù doãn nhược băng cùng tà phi thân ảnh thoáng cái biến mất hắn đôi mắt thoáng cái trợn to kinh hô lên như băng như băng như băng hiu màu hồng trong sương khói một đạo thân ảnh yểu điệu bắn ra doãn nhược băng trên mặt không có một tia huyết sắc thân thể cũng lung lay sắp đổ nàng cười khổ nhúc nhích miệng nói ra giang giật mau dẫn ta rời đi tốt giang giật kinh hỉ quát lớn thân thể bằng nhanh nhất tốc độ bay chạy mà đi chấp nhận muốn ngã xuống đất doãn nhược băng ôm lấy sau đó mang theo nàng hướng nơi xa chạy như bay mi tâm thất thải hồn thương xuất hiện đem bốn phía thi binh toàn bộ đánh giết bay đi mấy ngàn trượng doãn nhược băng đang nhắm mắt đột ngột mở ra vô cùng hư nhược nói ra đừng chạy xa mau tìm một sạch sẽ gian phòng ta nhanh không chống nổi giang giật thân thể chấn động đột nhiên cúi đầu xuống nhìn qua doãn nhược băng nói như băng, người nhất định muốn chịu đựng. Ngươi nếu là chết rồi, ta cũng không sống được, chương 1106, ta sợ đau. Doãn nhược băng hiếu khí vô lực nhìn Giang giật một chút, nói khẽ ta không chết được, nhanh nghe ta, tìm gian phòng. Tốt tốt tốt, Giang giật vội vàng gà con mổ thóc gật đầu, tại phụ cận trên đường phố gạt mấy lần, tìm tới một cái gian phòng trống rỗng, hắn phi thân đi vào thất thải hồn thương đem phía ngoài thi binh đánh giết. Doãn nhược băng trong tay giới chỉ sáng lên, như ý lá chắn xuất hiện ngăn chặn đại môn giang giật nhìn qua ngăn chặn đại môn có chút kinh nghi bất định nói ra nơi này cách khai tà phi còn rất gần như băng chúng ta muốn hay không trốn xa một chút như hắn truy sát đi lên ai đều tại ta không dùng trốn lại xa hắn cũng có thể tìm tới ta doãn nhược băng lấy ra một viên thuốc chữa thương nuốt vào lúc này mới cười khổ lắc đầu nói ta thả ra hương huyễn thần trận trên thân hội liên tục không ngừng phóng thích mùi thơm tà phi có thể lần theo mùi thơm tìm tới ta đừng chậm trễ thời gian, hương nguyễn thần trận chỉ có thể vây khốn hắn một canh giờ. Ông, doãn nhược băng trong tay giới chỉ sáng lên, một giường màu hồng chăn bông bay ra, doãn nhược băng mặt tái nhợt bên trên xuất hiện một vòng đỏ ửng nhẹ giọng nói ra, giang giật, đem chăn mền trên mặt đất trải tốt. Trải chăn mền làm gì? Giang giật thấy mơ hồ không thôi, bất quá doãn nhược băng phân phó, hắn chỉ có thể làm theo đem doãn nhược băng trước để dưới đất, lại đem kia thật dày chăn bông trải tốt, lúc này mới lại đem doãn nhược băng ôm lấy đặt lên giường, lo lắng hỏi, như băng, người muốn vận công chữa thương sao cần ta hỗ trợ sao? Doãn nhược băng nằm trên thuyền, nhắm mắt lại, lông mi lắc một cái lắc một cái, sắc mặt nàng trở nên ửng hồng, trên người lục sắc chiến giáp dẫn vào trong thân thể, tốt nửa ngày mới mở miệng nói, hoàn toàn chính xác cần người hỗ trợ, giang giật, giải khai. Quần áo của ta, cái gì, giang giật mơ hồ nháy nháy mắt, coi là nghe lầm, hắn thân thể khẽ run lên, không dám tin nói ra, như băng, người mới vừa nói cái gì, giải khai quần áo của ta. Doãn nhược băng cổ vũ sĩ khí dũng khí mở to mắt, đầy mắt ý xấu hổ nói ra, giang giật, người không nghe lầm, ngươi Muốn ta đi, oanh, giang giật tựa như trong đầu lóe sáng một cái sấm sét giữa trời quang, run lên nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Doãn nhược băng không phải đầu óc hỏng a à hai người thật vất vả đào tẩu, tà phi lúc nào cũng có thể đuổi theo, nàng lại để cho hắn muốn nàng nàng lúc nào trở nên như vậy đói khát mà lại như thế hoàn cảnh dưới, làm loại chuyện này tổng không tốt lắm đâu. Hô hô, doãn nhược băng thở hổn hển hai cái, sắc mặt càng đỏ, xấu hổ không dám nhìn giang giật, nàng đợi một hồi gặp giang giật còn đang ngẩn người, cắn môi một cái nói ra, giang giật, người nghe như băng đầu óc không có vấn đề, ta cũng không phải nổi điên, ta hoàn toàn tin tưởng chính mình đang làm cái gì. Ta lợi dụng hương nữ tộc một loại kỳ dị thần thông khốn trụ cà phi một canh giờ, mà ta một khi phóng thích loại thần thông này, nhất định phải cùng nam tử. Hoàn hảo, nếu không ta sẽ ở trong vòng một canh giờ chết đi mà lại tà phi một canh giờ sau liền muốn đuổi theo chúng ta trốn không thoát chỉ có người muốn như băng thân thể hấp thu của ta nguyên âm đạt được chúng ta hương nữ tộc thần vận đồng thời nghĩ biện pháp đột phá thực lực người như trong vòng một canh giờ còn không cách nào đánh bại hoặc là ngạnh kháng tà phi chúng ta chỉ có một con đường chết người hiểu không a à, giang giật lần này nghe hiểu nhưng hắn vẫn là nhất thời không thể nào tiếp thu được doãn nhược băng vì tựu nàng trả giá nhiều như vậy hắn sao có thể dậu đổ bìm leo tại như thế thời khắc muốn nàng hắn trần chờ nói ra, như băng, ta, ta. Giang giật, người chừng nào thì trở nên lề mề chậm chạp. Doãn nhược băng tựa hồ có chút tức giận, nàng hít một hơi thật sâu, để cho mình khôi phục một tia nguyên lực, mở to mắt nghiêm túc nhìn qua giang giật nói, giang giật, như băng là. Cam tâm tình nguyện, người vẫn là bạch y thời điểm ta tự thích ngươi, bất quá khi đó ta không chắc chắn lắm, ta vĩnh viễn không cách nào quên ngươi tại họa nhai kia tà mỉ cười một tiếng. Ngươi mất tích kia hai năm, ta càng là thường xuyên mộng thấy ngươi thần âm cốc ngươi cho ta tranh hoa tiên tử ta tại thời điểm này đã minh bạch ta đã yêu ngươi nhưng chúng ta thân phận để cho ta không dám vượt qua khoảng cách thẳng đến huyền thần sơn dưới ngươi nói câu nói kia mới khiến cho ta triệt để tình ngộ ta muốn vì chính mình mà sống mặc dù cái này rất tự tư nhưng ta đã quyết định ta không muốn hối hận của mình cả một đời ta muốn đi theo ngươi đi theo ngươi đi chân trời góc biển đi theo ngươi cả một đời trừ phi ngươi không muốn ta giang giật ngươi sẽ muốn ta sao Doãn nhược băng đang khi nói chuyện, khóe mắt hai đầu nước mắt chậm rãi chảy xuống, sắc mặt không còn đỏ tươi, mà là trở nên yếu ớt, làm lòng người đau. Giang giật nghe người ấy chân tình tỏ tình, nội tâm cảm động đến mơ mơ hồ hồ, hắn ép buộc chính mình không muốn rơi lệ, si ngốc nhìn qua doãn nhược băng, đột nhiên gật đầu nói, muốn, muốn, muốn. Như băng, ta muốn ngươi, ta muốn cưới ngươi, ta muốn cả một đời che chở ngươi, thủ hộ ngươi, yêu ngươi. Một nữ tử, một cái thiên kim đại tiểu thư, một cái tuyệt thế xinh đẹp, một cái kỳ nữ. Nàng vì mình có thể buông xuống thận trọng, buông xuống kiêu ngạo, từ bỏ tộc nhân thân nhân bằng hiếu, từ bỏ danh dự, trên lưng một thế bêu danh, bất chấp nguy hiểm, quyết nhiên muốn đi theo chính mình lưu lạc yên nhai, đi theo chính mình lang thang, đi theo chính mình cùng chết. Nàng đều dám từ bỏ nhiều đồ như vậy, giang giật giống như còn có bất luận cái gì trần chờ, vậy hắn tự không xứng là người. Hắn nắm chắc doãn nhược băng tay, hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, như băng, Ta gian giật từ hôm nay thề, ta cả một đời quyết không phụ ngươi, ta cũng sẽ cố gắng cả đời cố gắng, để doãn ra tiếp nhận chúng ta, để doãn ra dùng ngươi hôm nay quyết định làm vinh. Đây mới là ta thích nam tử. Doãn nhược băng khóe miệng khẽ động miến cướng cười một tiếng, lập tức nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nhắm mắt lại, nói khẽ, giang giật, nắm chắc thời gian, ta đã tận lực, chúng ta có thể sống sót hay không phải xem ngươi rồi, đương nhiên cùng ngươi cùng chết, như băng cũng cam tâm tình nguyện. Giang giật để như băng trở thành nữ nhân của ngươi đi. Oanh, nghe được câu nói sau cùng, Giang giật đầu tựa như nổ tung, hắn run rẩy tay chậm rãi kéo ra doãn nhược băng đai lưng, chậm rãi giải khai nàng nút thắt, nhẹ nhàng giúp nàng rút đi quần áo. Làm quần áo giải khai trong nháy mắt đó, Giang giật hổ khu chấn động, doãn nhược băng hô hấp cũng dần, dần dần dồn dập lên, như xanh nhạt ngọc thủ nắm chắc ga giường, kém chút đem ga giường cho xé rách. Giang giật ngừng thở, tay run run vén lên doãn nhược băng áo lót, đem nàng tầng cuối cùng phòng ngự rút đi, đưa nàng thân thể mềm mại hoàn toàn bại lộ trong không khí, doãn nhược băng thân thể mềm mại run lên, trong mắt hai hàng thanh lệ lần nữa chậm rãi chảy xuống. Quá hoàn mỹ, quả thực là lên trời kiệt tác, giang giật ngây dại, nhìn chằm chằm phía dưới thân thể mềm mại hô hấp đều đình chỉ, doãn nhược băng thân thể phi thường hoàn mỹ, nhất là, là làn da thái bạch, không có một tia tỉ vết, tựa như một khối tự nhiên mà thành son phấn ngọc. Mà lại nàng mỗi một tấc da thịt bên trên đều tản mát ra nhàn nhạt thấm người mùi thơm, Lai động lấy giang giật trong thân thể nhất nguyên thủy huyết dịch cùng dục vọng. Như băng, ta, ta tới. Giang giật nhanh chóng bỏ đi trường bào, nuốt nước miếng một cái, nói lắp bắp. Hắn cũng coi như no bụng kinh xa trường, giờ phút này lại tựa như một cái sơ ca khẩn trương, có loại không biết làm gì cảm giác, không biết từ đâu ra tay. Doãn nhược băng hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn, trước ngực một mảnh sóng lớn mãnh liệt, nàng đôi môi đều cắn đạt được như máu đỏ tươi, dùng con mũi mới có thể nghe được thanh âm nói ra, giang lang, nhẹ nhàng một chút, ta rất suy yếu, còn có. Ta sợ đau, chương 1107, tử thần kêu khóc. Giang giật rất ôn nhu, ôn nhu đến làm cho doãn nhược băng đều cảm giác không thấy rất lớn thống khổ, đối với cái này động lòng người tuyệt thế xinh đẹp, nội tâm của hắn đều thương tiếc cùng yêu thương, doãn nhược băng quá hư nhược, giang giật sợ để nàng bị nửa điểm tổn thương. a à, doãn nhược băng cũng cảm nhận được giang giật ôn nhu, nàng lông mày đã chậm rãi giãn ra, con mắt vẫn là nhắm lại, đỏ mặt diễm như nước thủy triều. Bất quá chờ một hồi lâu, nàng phát hiện Giang giật vẫn là như thế ôn nhu, nhịn không được nhẹ giọng mở miệng nói, Giang lang, như băng không có như vậy dễ hỏng, ngươi, ngươi không cần quá thương tiếc người ta, ngươi có thể. Động một cái, oanh, Giang giật đầu đánh một tiếng, tựa hồ nổ tung, còn có cái gì so nghe được trong trắng thánh nữ nói như thế phóng đáng, kích thích hơn nam nhân huyết mạch cao cao tại thượng doãn gia đại tiểu thư, đông hoàng đại lục vô số công tử trẻ tuổi nữ thần trong mộc, giờ phút này lại tại dưới người mình nói phóng đáng lời nói cái này so cái gì xuân dược đều muốn có tác dụng a à. ngao giang giật trong cổ họng phát ra một tiếng như dã thú tiếng kêu cũng hoàn toàn quên đi hết thảy chuyên tâm làm lấy nhân loại nhất nguyên thủy hoạt động có người nói tình yêu liền là ánh mắt cùng ánh mắt đối mặt thân thể cùng thân thể ma sát dịch thể cùng dịch thể trao đổi kỳ thật đó cũng không phải bẩn thỉu sự tình ngược lại là thần thánh nhất sự tình bởi vì nó có thể khiến nhân loại ta chủng tộc đạt được kéo dài có thể làm cho nam nữ yêu thương giao hòa làm một thể, để song phương đều hưởng thụ vui vẻ, để linh hồn đạt được thăng hoa. Trên thực tế, giờ phút này giang giật linh hồn hoàn toàn chính xác bắt đầu thăng hoa, nguyên lực cũng bắt đầu tăng vọt, mà lại một cỗ không hiểu thần vận theo doãn nhược băng trong thân thể truyền đến, tiến vào giang giật trong đầu. Vậy liền giống như thiên địa bên trong pháp tắc áo nghĩa, tựa như thiên địa minh mông phản âm, đáng tiếc giang giật giờ phút này cả người đều say mê, căn bản không có đi để ý tới những này, chỉ biết là dụng tâm, dùng tình, dùng sức yêu thương dưới thân nữ tử. Doãn nhược băng cũng say, đầy mắt mê ly, ga giường triệt để bị xé nứt, nàng lúc đầu rất hư nhược, giờ phút này lại nguyên khí nhanh chóng khôi phục, nội thương dần dần khôi phục. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, bờ môi khẽ động tại giang giật bên tai nhẹ giọng nỉ non một tiếng, giang lang, chúng ta hương nữ tộc nguyên âm có thể tăng lên tình lang nguyên lực cùng linh hồn, bên trong thân thể chúng ta còn có một cỗ thiên địa thuần túy nhất thần vận, Người muốn tinh tế cảm ngộ cái này thần vận, nói không chừng thực lực có thể có rất lớn đột phá. Thần vận, Giang giật rốt cuộc tình mộ lại, dụng tâm đi bắt giữ trong đầu thần vận, tà phi rất nhanh liền có thể đột phá hương huyễn thần trận, đến lúc đó liền là hai người tử kỳ. Doãn nhược băng nói nàng đã tận lực, có thể sống sót hay không tự nhìn hắn. Hắn nghĩ tới nơi này cũng trong nháy mắt não hải trở nên thanh minh, nhìn thoáng qua dưới thân mỹ nhân, nhắm mắt lại toàn tâm toàn lực đi cảm mộ loại kia thần vận, vì doãn nhược băng hắn nhất định phải đột phá, nhất định phải đánh bại Tà Phi, hoặc là có được cùng hắn chống lại tiền vốn. Đây là đạo vận sao không giống a? Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên tiếp tục để doãn nhược băng hưởng thụ làm nữ nhân hạnh phúc, một bên toàn tâm cảm ngộ trong đầu đứt quãng truyền đến thần vận. Để hắn ngạc nhiên là cái này thần vận rất giống đạo vận, nhưng lại cùng đạo vận không giống, tựa như trong sương mù mưa gió, vừa cảm giác rõ ràng lại cảm thấy mơ hồ, từ đầu đến cuối bắt không được. Bên ngoài trên đường phố thi binh dày đặc, âm phong trận trận quỷ khóc sói gào, vô số thi binh điên cuồng công kích tới như ý lá chắn, cuồn cuộn thi khí tràn ngập cả con đường, hai bên đường phố đèn lồng một sáng một tối, cùng âm tàu địa phủ không có khác nhau. Gian phòng bên trong lại là hoàn toàn khác biệt hai loại hình tượng, một nam một nữ chính làm lấy xấu hổ sự tình, nam tử như châu tiếng hơi thở, nữ tử như có như không thân ngâm, sen lẫn thấm người mùi thơm tràn ngập cả phòng. Ga giường đã sớm loạn, hai bên còn bị xé rách, ở giữa ẩn ẩn có một chút đỏ. Trong ngoài hình tượng vừa so sánh cảm giác là như vậy tà dị, như vậy không cân đối. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, hai người còn không có dừng lại, doãn nhược băng mấy lần kém chút hạnh phúc ngất đi, khóe mắt đều là ngọt ngào nước mắt, khóe miệng cũng đều là mỉm cười thản nhiên, như son phấn ngọc trên da thịt hiện đầy nhàn nhạt giọt nước, đổ mồ hôi lâm ly. Giang giật còn không có dừng lại, hắn nhắm mắt lại mặt mũi tràn đầy nhu tình, động tác cũng rất cuồng dã thô bạo. Hắn đã cảm ngộ gần nửa canh giờ, nhưng vẫn là không có một chút thu hoạch thần vận kia hắn căn bản xem không hiểu cũng không biết là cái gì loại hình đạo vận bên trong ẩn chứa cái gì thiên địa áo nghĩa lại là gần nửa canh giờ trôi qua giang giật rốt cục gào thét một tiếng ngừng lại doãn nhược băng thân thể mềm mại cũng run lên đôi mắt đột nhiên mở ra trên người mùi thơm toàn bộ biến mất hóa thành một dòng suối ngọt phun ra cuối cùng biến thành một cỗ năng lượng kỳ dị tràn vào giang giật trong thân thể giang giật ôm thật chặt lại doãn nhược băng không nhúc nhích doãn nhược băng cũng ôm ngược lấy giang giật từng ngụm từng ngụm thở gấp, ánh mắt của nàng không có nước mắt, có chỉ là hạnh phúc cùng không hối hận. Từ thiếu nữ biến thành nữ nhân, mặc dù là ở loại tình huống này, hoàn cảnh như vậy dưới, nhưng nàng không cảm thấy ủy khuất. Nữ nhân chỉ cần nhận định một cái nam nhân, coi như bất cứ chuyện gì cũng sẽ không đi so đo, ngốc đến đáng yêu, ngây thơ làm cho người khác đau lòng. Nàng cũng không nhúc nhích, cứ như vậy lẳng lặng ôm giang giật, nghe trên người hắn nồng đậm nam nhân khí tức. Thời gian đã qua một cái hơn nửa canh giờ, Đoán chừng không cần ba nén hương thời gian tà phi liền muốn tới, như giang giật vẫn là không có bất luận cái gì cảm mộ, không thể đột phá, hai người đều sẽ biến thành một cỗ thi thể, vĩnh viễn mai táng tại huyền thần cung bên trong. Giang lang, giang lang, giang lang, doãn nhược băng dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm, lần lượt kêu gọi giang giật, nhưng không có để hắn nghe được. Nàng chỉ là không hiểu suy nghĩ nhiều gọi vài tiếng, nội tâm của nàng kỳ thật cũng không cho rằng giang giật có thể đột phá, coi như có thể đột phá cũng rất khó cùng tà phi chống lại dù sao thiên quân cùng bán thần hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, tà phi còn cảm mộ lục tinh đạo văn, có được huyết đế giáp. Nhưng nàng không có nửa điểm kinh hoàng, có thể cùng giang giật chết cùng một chỗ nàng rất thỏa mãn, nội tâm của nàng chưa bao giờ như thế như thế an tường. Yêu một người cảm giác là tuyệt vời như thế, như thế phong phú, tựa hồ thiên địa hủy diệt, chỉ cần mình âu yếm nam nhân hầu ở bên người, cái khác đều không trọng yếu. Tình yêu liền là kỳ diệu như vậy, nữ nhân liền là như thế kỳ dị động vật. Thần vật, đạo vận sai sai đây không phải đạo vận không phải đạo văn mà là chân ý một loại chân ý giang giật trong đầu thần vận đã rất hoàn chỉnh tại thời khắc này hắn cũng rốt cục phát hiện đó căn bản không phải đạo vận mà là cùng loại một loại chân ý tồn tại tự cùng sát lục chân ý không sai biệt lắm không bằng hắn cảm mộ đến tựa hồ có chút đã muộn bởi vì khoảng cách một canh giờ chỉ có hai nén hương thời gian mà lại một cái chân ý cũng không thể để hắn thực lực tăng lên quá nhiều bất quá giang giật cũng không hề từ bỏ hắn quên mình yên lặng đi vào bất luận như thế nào hắn đều muốn đánh đến cuối cùng không đến cuối cùng một khắc hắn cũng không sẽ buông tha cho hai nén hương thời gian trôi qua thật nhanh doãn nhược băng nhìn thấy giang giật còn không có tỉnh lại trong con ngươi cũng hiện lên một tia tuyệt vọng là nàng quá mức cưỡng cầu một người tại ngắn như vậy thời gian làm sao có thể lĩnh hội thần vận coi như tìm hiểu thực lực làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy có thể cùng bán thần chống lại đâu nàng nhẹ nhàng đem giang giật để ở một bên sau đó bắt đầu mặc vào quần áo trải vuốt búi tóc, cho dù chết nàng cũng phải có tôn nghiêm chết, nàng còn thẹn thùng giúp Giang giật mặc quần áo bào, trong tay xuất ra một cây đoạn kiếm tùy thời chuẩn bị kết thúc hai người sinh mệnh. a à, tiện nhân, tạp toái, tiện nhân, tạp toái, nơi xa vang lên một tiếng nổi giận tiếng gầm gừ, tà phi rốt cục vẫn là đuổi tới, nương theo lấy vô số thi nhân bị đập bay, tà phi tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, doãn nhược băng cũng tựa như nghe được tử thần kêu khóc. Trường 1108, sóng âm quá mạnh. Âm, Tà phi từ đằng xa băng băng mà tới, thật xa tự khóa chặt cửa gian phòng như ý lá chắn, hắn ngưng tụ một đạo hủy diệt thiên luân hung hăng đánh xuống, một đạo tiếng nổ vang lên, như ý lá chắn trong nháy mắt hóa thành bột mịn, gian phòng cấm chế cũng lấp lánh không ngớt. Kinh khí cường đại đem để giang giật cùng doãn nhược băng áo bảo phồng lên không ngớt, cũng đem hai người đẩy lui nửa trượt, tới gần vách tường. Tiện nhân, doãn nhược băng người tiện nhân này, thế mà tiện nghi giang giật cái này tạp vái, vẫn là tại như thế chàng địa tàng tiệu với nhau doãn ra mặt mũi đều bị ngươi mất hết ngươi đừng nghĩ lấy tự sát coi như tự sát ta cũng muốn gian thi tà phi nổi giận tiếng gầm gừ vang lên là doãn nhược băng không tự ái là một vị tuyệt thế xinh đẹp mất đi trong trắng mà nổi giận cũng vì chính mình một canh giờ trước hành vi chỗ hối hận giống như hắn sớm một chút đánh giết giang giật sớm một chút cầm xuống doãn nhược băng hương nữ tộc nguyên âm liền là hắn tuyệt vời như vậy thân thể cũng chỉ có thể hắn hưởng thụ ha ha doãn nhược băng không có nửa điểm nổi giận khóe miệng đều là đùa cợt bình tĩnh ra khỏi phòng đứng tại đầy đất tàn thi bên trên nàng búi tóc đã không phải là thiếu nữ búi tóc mà là thật cao co lại trải một cái thiếu phụ búi tóc nàng đầy mắt khinh bỉ nhìn qua tà phi nói tà phi chính ngươi nhìn xem chính ngươi ném đi ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài cùng thân phận ngươi nội tâm là cỡ nào dơ bẩn cùng xấu xí ngươi nếu là giang giật xuất thân giờ phút này cũng không biết ở đâu cho người ta làm nô đâu ngươi điểm này so ra mà vượt giang giật không có tả ra con em thân phận, ngươi liền một con chó cũng không bằng, tự như ngươi loại này mặt hàng còn muốn đạt được thiền tỷ tỷ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a, ta thay ngươi cảm thấy bi ai. Phốc, ta phi bị doãn nhược băng vô tình đả kích, tức thì nóng giận công tâm, tức giận đến một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, trên người hắn khí thế như rồng, điên cuồng ngưng tụ hủy diệt thiên luân, hắn quát lớn, doãn nhược băng, ngươi tiện nhân kia, đi chết đi, đi chết. Ha ha, không cần ngươi động thủ, tay của ngươi quá, ta Doãn Nhược Băng sao có thể chết tại trên tay ngươi. Doãn Nhược Băng sắc mặt an tường, căn bản không có đi xem Tà Phi, cũng không có đi xem kia sẽ ngưng tụ mà ra hủy diệt thiên luân, nàng quay đầu nhìn về gian phòng bên trong An Tỏa Giang giật nhìn lại, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng lẩm bẩm nói ta thích nhất nam nhân, Vĩnh Biệt. Ông, vào thời khắc này, Giang giật đôi mắt đột ngột mở ra, trong mắt có vạn trường tinh mang, trong lúc triển khai hình như có lôi điện hiện lên khóe miệng của hắn cũng cong lên một cái tà mị độ cong, đầy mắt nhu tình nhìn qua doãn nhược băng nói, như băng, ta không nên cùng ngươi vĩnh biệt, ta muốn cùng ngươi đến giả đầu bạc, sinh một đống bé con. Hiu, sang giật một tay trên mặt đất vỗ, thân thể nổ bắn ra mà ra, đồng thời đem doãn nhược băng đặt vào gian phòng bên trong. Trong tay hắn một cái nhuyễn kiếm xuất hiện, điên cuồng múa, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua tà phi nói, tà phi, muốn giết ta nữ nhân, người còn không có tư cách này. Năm đó ở luyện ngục phế tích bên trong, ta có thể đoạn chân của ngươi, hôm nay ta cũng có thể bóp chết ngươi. Chanh chanh, trong lúc nói chuyện giang giật đôi mắt trở nên đỏ như máu, mái tóc màu đen cũng thay đổi thành huyết hồng, lăng thiên cuồng vũ, sát lục chân ý phóng thích, một đạo so trước kia kinh khủng mấy lần sát khí lan tràn ra, sát khí kia thế mà thành thực chất hóa. Mà lại nhuyễn kiếm tiếng kiếm gieo thế mà cũng thành thực chất hóa, biến thành đạo đạo sóng âm, như nước hồ bên trên liên y, sát lục chân ý cùng sóng âm dung hợp lại cùng nhau, tựa như như thủy chiều hướng phía trước phúc tán mà đi. Thanh âm truyền bá cỡ nào nhanh, tà phi hủy diệt thiên luân đã ngừng tụ thành công, thậm chí đều đã bay ra mấy chục trượng khoảng cách, nhưng ở sóng âm truyền đi về sau, cái này hủy diệt thiên luân thế mà ở giữa không trung hỏng mất. a à, nhô ra nửa cái đầu doãn nhược băng nhìn thấy bức họa này mặt đôi mắt co rụt lại, lập tức nàng nhìn thấy tà phi lại ôm đầu quái khiếu, trong mắt đẹp cũng đều là vẻ không dám tin. Rất rõ ràng, tà phi là chúng chiêu, linh hồn bị xung kích, linh hồn hỗn loạn căn bản là không có cách khống chế hủy diệt thiên luân, sở dĩ hủy diệt thiên luân mới có thể sụp đổ. Bất luận cái gì đạo văn công kích đều cần ý niệm khống chế, nếu không không cách nào duy trì. Nàng nghĩ không hiểu là, tà phi là bán thần có được thần phách, mà lại linh hồn khẳng định so với bình thường cấp thấp bán thần mạnh, giang giật là thế nào làm được thế mà có thể ảnh hưởng linh hồn của hắn. Chết, giang giật bạo hống, thân thể bão táp mà đi, một cái tay khác liên tục không ngừng đánh ra cương phong, ngừng tụ cương phong chi nhận, Đột nhiên hướng tả phi bổ tới. Hắn tay trái mềm kiếm nhất khác đều không có đình chỉ múa, từng đạo sóng âm giống như thủy triều dũng mãnh lao tới, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, tiếp tục đánh thẳng vào tả phi linh hồn. Sóng âm quá mạnh, không hoảng hốt sẽ bị đụng vào trên mặt đất. A a, tả phi ôm đầu quái khiếu không ngừng, thân thể cũng giữa không trung vặn vẹo, đầy mắt hoảng sợ, trong mắt đã trở nên đỏ như máu, tựa như một thiếu nữ yếu đuối xem lệ quỷ, cũng như một người bình thường đối mặt một cái viễn cổ hung thú biểu tình kia phi thường khoa trương, sợ hãi tới cực điểm. Trên thực tế, Giang giật thời khắc này thần âm thiên kỹ hoàn toàn chính xác có được loại hiệu quả này, hắn sát lục chân ý tấn dai. Sát lục chân ý là một loại rất khủng bố đồ vật, trước kia tại thiên tinh đại lục Giang giật dựa vào sát lục chân ý chu diệt một mảnh cường giả, sát lục chân ý chân áp phía dưới võ giả căn bản không phản kháng được, chỉ có thể ngồi chờ chết. Đáng tiếc, sát lục chân ý chỉ có ngũ trọng, đến đằng sau Giang giật căn bản không dùng được, đối đầu cường giả căn bản không có hiệu quả. Sở dĩ hắn nghĩ biện pháp đem sát lục chân ý dung hợp tiến vào thần âm thiên kỹ bên trong, tại đến huyền đế thành trên đường hắn cũng một mực đang nghĩ biện pháp sáng tạo một bài bài hát, để sát lục chân ý cùng thần âm thiên kỹ hoàn mỹ dung hợp. Doãn nhược băng trong thân thể ẩn chứa một loại thần vận, đây không phải đạo vận, không phải đạo văn, mà là một loại cùng loại chân ý tồn tại. Thời gian quá ngắn, giang giật không cách nào triệt để cả một loại này thần vận, cũng không biết làm sao phát huy uy lực, cuối cùng hắn nghĩ đến một loại đơn giản nhất biện pháp hữu hiệu nhất, để cái này thần vận ra chỉ sát lục chân ý. Chỉ cần sát lục chân ý tấn dai, hắn thần âm thiên kỹ uy lực sẽ vô cùng đại, hắn cũng liền có được cùng tà phi chống lại tiền vốn. Sự thật chứng minh, giang giật thành công, tà phi chúng chiêu, huyết đế giáp có thể phòng ngự thân thể cùng linh hồn, nhưng căn bản không phòng được thần âm thiên kỹ. Tà phi linh hồn rất cường đại, còn có thần phách, nhưng bất luận nói thế nào hắn mới vừa vặn đột phá bán thần không lâu, không có triệt để ổn định lại. Sát lục chân ý tại thần vận tăng phúc dưới, uy lực tăng lên gấp đôi, hoàn mỹ dung hợp vào thần âm thiên kỹ bên trong càng bị dao động gấp 10, uy lực lớn dọa người. Sát lục chân ý không có tấn giai trước, giang giật thần âm thiên kỹ liền có thể ảnh hưởng tà phi, giờ phút này triệt để chân áp hắn, cũng không đủ là lạ. Phanh phanh phanh, cương phong chi nhận hung hăng bổ vào tà phi trên thân, người chui cương phong chi nhận theo nhau mà đến, đem tà phi thân thể đập ầm ầm trên đường, còn đem một đám thi binh liên quan đập bay, cuối cùng đâm vào bên đường trên vách tường, bị bắn ngược trở về. bất quá huyết đế giáp quá mạnh, công kích kinh khủng như thế, lại không có phá vỡ huyết đế giáp nhất tia, chỉ là đem tà phi chấn động đến khóe miệng tiên huyết tràn ra. chanh chanh, sục sôi hung lệ sóng âm tiếp tục truyền đến, đem vừa mới tỉnh táo lại tà phi lần nữa chân áp, giang giật như cuồng long bay đi, cương phong chi nhận tiếp tục ném ra, hắn lạnh giọng quát lớn, tà phi ta xem ngươi có thể gánh vác ta bao nhiêu lần công kích hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. chương 1109, Lão Đậu Bỉ, dầm dầm dầm, cương phong chi nhận liên miên không dứt đánh xuống, tà phi thân thể lần lượt bị tạc bay, sóng âm cũng chưa từng ngừng qua, một mực chân áp tà phi, để linh hồn hắn thời khắc bị xung kích. Vù vù, giang giật thất thải hồn thương cũng xuất động, hóa thành một đạo thất thải quang mang bắn thẳng đến tà phi. Đáng tiếc huyết đế giáp quang mang chấn động, thế mà đem thất thải hồn thương ngăn tại bên ngoài, Giang giật bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi thất thải hồn thương, tiếp tục đánh ra cương phong, coi như chấn hắn cũng phải đem tà phi cho đánh chết tươi. Phốc, tà phi lần nữa một lần bị đập bay ra ngoài, đầu hắn nón trụ hạ tiên huyết chậm rãi chảy xuôi mà ra, mỗi lần bị chấn thương hắn đều sẽ bởi vì kịch liệt đau nhức, ngắn ngủi khôi phục thần trí. Lần này trong mắt của hắn một thanh minh cũng bị hù dọa, hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tả tơi, tiếp tục nữa hắn sẽ bị đánh chết tươi. Trước mặt hắn rất nhiều lần đều ý đồ chạy trốn, nhưng giang giật thần âm thiên kỹ chưa bao giờ ngừng qua phóng thích hắn biết rõ chính mình trốn không thoát hắn chỉ có giống to giang giật khác đừng công kích ngươi không thể giết ta ta đã được bổ nhiệm làm tà gia thiếu tộc trưởng trên người của ta có thiếu tộc trưởng ấn bài người như giết ta gia gia của ta lập tức sẽ biết đến lúc đó khẳng định tự mình truy sát ngươi ngươi tuyệt đối trốn không thoát tranh tranh tà phi lời nói bị cưỡng ép cắt ngang giang giật sắc mặt không có nửa điểm biến ảo cương phong chi nhận gào thét mà ra đem tà phi lần nữa đập bay ra ngoài mấy chục trường. Hắn không còn nói nửa câu nói nhảm, ánh mắt như sắt, sắc mặt như băng, ra tay gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào nửa điểm lưu tình. Giang giật, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể đem huyết đế giáp cho ngươi, ta có thể cho ta ngươi ba kiện cổ khí, không? Năm kiện, ta có thể hướng huyền đế phát thệ, tuyệt không cùng ngươi lại vì địch. Phanh phanh phanh, trả lời tà phi mười chuôi cương phong chi nhận vô tình đánh xuống, tà phi trên mặt đất lăn lộn, bốn phía thi binh còn bị cương phong chi nhận rảo sát một mảnh, thịt nát máu đen văng tả phi một thân. Giang giật, đừng có lại công kích, người đã đắc tội bác đế vũ ra, người tranh đoạt doãn nhược băng, lại đắc tội chiến ra cùng doãn ra. Giống như người giết ta, liền muốn đắc tội chúng ta tà ra, đến lúc đó coi như người bỏ chạy chân trời góc biển đều trốn không thoát, cửu đế liên hợp phía dưới, tội đảo cũng không ngăn nổi. Người không sợ chết, cũng phải vì doãn nhược băng suy nghĩ thật kỹ. Nghĩ người mã lạc qua bích, Giang giật rốt cục đáp lời, hắn phẫn nổ quát ta đã đắc tội nhiều như vậy siêu cấp gia tộc, thêm một cái tà ra lại như thế nào là như băng ngẫm lại giống như ngươi hôm nay không có đắc tội như băng, ta còn có thể bỏ qua cho ngươi, lại không được, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dầm dầm dầm, lần lượt công kích, lần lượt bị đập bay, tà phi không ngừng cầu khẩn, vừa đấm vừa xoa, giang giật vững tâm như sắt bất phi sở động. Chính như hắn nói, đắc tội một cái cửu đế gia tộc và đắc tội hai cái ba cái không có khác nhau, coi như huyền thần cung đoạt bảo sau tà đế ngay tại huyền thần sơn hạ đẳng đại hắn, hắn cũng giết không tha. Không quả quyết không phải là tính cách của hắn, giống như sự tình gì đều muốn lo lắng hậu quả, kia cái gì người đều không thể động. Bởi vì hắn địch nhân phía sau gần như đều có thế lực cường đại, hắn ai cũng không thể giết, chỉ có thể chờ đợi lấy người khác giết hắn, chờ lấy bị người như cầu truy sát. Như thế còn không bằng thành thành thật thật hồi trở lại tội đảo đi, an nhàn làm chút ít thời gian được rồi. Doãn nhược băng, xem ở cùng là cửu đế gia tộc tử đệ phân thượng để giang giật lượn quanh ta một mạng, giống như phóng một con chó thả ta. Ta cam đoan đã không còn đối phó các ngươi, ta có thể hướng huyền đế phát thệ. Doãn nhược băng ngươi hẳn phải biết, thiếu tộc trưởng đối với một cái gia tộc tầm quan trọng, một khi thiếu tộc trưởng bị giết, gia gia của ta tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ, các ngươi vừa ra huyền thần cung liền sẽ bị giết, nhanh van cầu giang giật, ta sắc không được. Ta phi lần nữa bị đánh bay thanh tỉnh lúc, đôi mắt nhất chuyển nhìn về phía giang giật đi theo phía sau doãn nhược băng hắn biết rõ giang giật tâm ý sẽ không cải biến chỉ có hướng doãn nhược băng khẩn cầu chỉ cần doãn nhược băng mở miệng thuyết phục giang giật rất có thể sẽ cho nàng mặt mũi ây doãn nhược băng lông mày một đám tà phi nói là tình hình thực tế giống như chỉ là tà ra một cái đệ tử bị giết tà đế sẽ không đích thân ra mặt nhưng tà phi đã được lập làm thiếu tộc trưởng cái này coi là chuyện khác thiếu tộc trưởng là tương lai tà hoàng tà đế một khi bị giết tà ra mặt mũi liền sẽ quét rác tà đế khẳng định sẽ đích thân truyền tống tới chờ giang giật vừa ra huyền thần cung liền sẽ lập tức giết chết tà phi nói ấn bài cũng hoàn toàn chính xác có chuyện này một khi sắp chết tà đế liền sẽ biết được giang giật sắc mặt không thay đổi chỉ là quay đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua doãn nhược băng như doãn nhược băng cầu tình hắn thật đúng là sẽ cân nhắc không giết tà phi dù sao hắn thiếu doãn nhược băng nhiều lắm bất quá doãn nhược băng nhìn thấy giang giật ánh mắt về sau khẽ mỉm cười nói, Giang Lang, những chuyện này ngươi làm chủ là được, núi đao biển lửa ta cùng ngươi cùng một chỗ sông. Tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, nội tâm lần nữa dâng lên hào tình vạn trượng. Nguyễn kiếm của hắn tiếp tục phung vẩy, cương phong chi nhận gào thét mà đi, lần lượt đem tà phi đánh bay, lần lượt đem hắn công kích đến thổ huyết. Chậm rãi, tà phi tiếng nói càng ngày càng nhỏ, nội tạng của hắn đã hoàn toàn bị chấn bể, nói chuyện đều nói không nên lời, hắn ngửi thấy khí tức tử vong. Oanh, lại một lần công kích về sau tà phi thân thể rốt cục bất động mà lại huyết đế giáp tự động thoát ly lơ lửng giữa không trung tà phi cổ thần nguyên giới tự động thoát ly bay đi lên tà phi máu me khắp người đã không có hít thở cũng không biết phải trăng triệt để chết đi hiu đột nhiên tà phi thân thể một khối màu trắng ngọc bài hướng giữa không trung bay vụt mà lên sau đó đột nhiên ở giữa không trung bạo liệt doãn nhược băng xem xét sắc mặt đột biến thân hình lóe lên vọt vào phụ cận gian phòng bên trong ông ngọc bài bạo liệt không gian phía trên không gian kịch liệt chấn động nguyên khí hướng kia hội tụ mà lên rất nhanh ngưng tụ ra một tấm to lớn mặt kia là một tấm mặt của lão giả đao tước khuôn mặt cao mất mũi như ứng ánh mắt không một không hiển lộ ra người này cường đại mặc dù hư ảnh không có nửa điểm khí thế nhưng không hiểu khiến người ta run sợ giang giật đây là tà đế một lũ thần phách ngưng tụ huyễn tượng hắn cho tà phi ấn bài bạo liệt hắn cũng có thể theo ức vạn lý cảm giác ngươi cẩn thận ứng phó doãn nhược băng truyền âm vang lên tại giang giật trong tai tà đế huyễn tượng xuất hiện nàng tự nhiên không có khả năng bị hắn nhìn thấy dù sao nàng là doãn ra con em như cùng giang giật cùng một chỗ đánh giết tà phi tà đế sẽ tìm doãn ra phiền phức tà đế huyễn tượng vừa xuất hiện bốn phía thi binh lại bị khí thế của hắn chấn nhiếp không dám tới gần tà đế nhìn lướt qua trên đất tà phi lập tức ánh mắt nhìn về phía giang giật mở miệng nói ngươi là giang giật giang giật sắc mặt không có nửa điểm cải biến hờ hững nói ra ta chính là giang giật Ngươi là tà đế, ngươi muốn giết ta tôn tử. Tà đế thanh âm rất lạnh, bên trong cũng có được một cỗ không hiểu uy áp, tựa hồ để cho người ta không dám chất vấn cùng ngỗ nghịch lời của hắn. Hắn tựa như cao cao tại thượng đế vương, có được vô thượng quyền uy, làm lòng người sinh cúng bái chi ý. Giang giật vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì, hờ hững nói, tôn tử của ngươi muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết hắn. Ngươi dám, tà đế huyến tượng bên trong đôi mắt lộ ra một tia hàn quang, huyến tượng bên trên uy áp nặng hơn mấy phần, nhưng hắn nửa câu nói sau còn chưa nói xong, Giang giật đưa tay đánh ra một đạo nguyên lực công kích, đem hắn huyễn tượng đánh chúng vỡ nát. Đồng thời hắn ngưng tụ một cái cương phong chi nhận gào thét mà đi, đem tà phi thân thể xoắn thành huyết vụ, hắn lúc này mới đùa cợt nói ra, lão đậu bỉ, ngưng tụ một cái huyễn tượng liền muốn hù dọa ta ta cũng không phải bị dọa lớn. Tà phi, chết, chương 1110, cường giả tụ tập, oanh, tà đế thành, tà lâu đài bên trong đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, tiếp lấy một tòa thành lâu đài đột nhiên nổ tung, từ phía vách tường gạch đá bay vụt, cả tòa tòa thành ầm vang sụp đổ vung lên một mảnh bụi đất, cũng kinh động đến toàn bộ tà đế lâu đài người. Hiu hiu hiu, vô số tà gia cường giả theo tòa thành bên trong bắn ra, sắc mặt biến huyễn, như lâm đại địch, bởi vì sụp đổ tòa thành là hậu viện một tòa lớn nhất tòa thành, là tà đế ở lại tòa thành. Tà đế liền tại bên trong, là ai dám công kích tà đế ở lại tòa thành chẳng lẽ là cường giả tuyệt thế giết đến tận cửa, để tà hoàng cùng vô số tà gia bán thần cường giả chấn kinh ngạc chính là bọn hắn thần thức quét tới quét lui cũng không có phát hiện có bất kỳ địch nhân, chỉ là tại phế tích bên trong giò xét đến tà đế thân ảnh, cả người hắn đều bị chôn sống tại phế tích bên trong, không bằng hắn thả ra thần thuẫn, bình yên ngồi ở bên trong, hung ác nham hiểm trong con người đều là nổi giận. Tộc trưởng bất giận, chúng ta có tội, rất nhiều người trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, cũng không phải là có người công kích, mà là tà đế trong cơn giận dữ, khí thế tuôn trào ra, đem tòa thành cho sống sờ sờ đánh sập. Tà đế giận dữ, toàn bộ tà đế lâu đài người đều luống cuống, đã nhiều năm như vậy tà đế đã rất ít phát dạng này lớn tinh khí. Hừ, tà đế trùng điệp hừ một cái, thân thể mở ra theo phế tích bên trong bay ra, bên cạnh hắn gạch đá toàn bộ hóa thành bột mịn. Hắn đứng ngạo nghế giữa không trung, tóc xám trắng bay múa, một thân hoa lệ viền vàng hắc bào cũng phồng lên không ngớt, ánh mắt của hắn nhìn về phía phía đông, giống giận, giang giật, bản đế thể giết ngươi, bản đế thể giết ngươi. Giang giật, ta hoàng cùng rất nhiều đại cung phụng cùng trưởng lão trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, giang giật biến mất gần ba năm, người này lại thế nào chọc tà đế chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì người khác không dám hỏi nhiều, tà hoàng dừng một chút vẫn là mở miệng nói. Tà đế không có trả lời tà hoàng, mà là quát khẽ nói, người tới, đưa tin cho võ thương, nói cho hắn biết giang giật tại huyền thần cung bên trong, để hắn muốn báo thù liền lập tức chạy tới. Giang giật ra huyền thần cung rất nhiều mắt người bên trong lại khẽ giật mình giam giật ra huyền thần cung tà đế vì sao nổi giận như thế tà hoàng dừng một chút đột nhiên nghĩ đến cái gì hoảng sợ nói phụ thân chẳng lẽ là phi nhi xảy ra chuyện phi nhi chết tà đế nhắm mắt lại thống khổ thở dài đứa cháu này mặc dù rất nhiều khuyết điểm nhưng hắn có một cái cực kỳ tốt đặc tính cái kia chính là bách chiết không buông tha càng áp chế càng dũng mỗi lần bị ngăn trở không chỉ có không xa suốt chán trường ngược lại nhiều lần đều có đột phá Điểm này cùng tà đế năm đó tính cách giống nhau như đúc, tà đế mặc dù mặt ngoài không nói, nội tâm là yêu thích nhất đứa cháu này. Phi Nhi, tà hoàng nhìn rất trẻ trung, tuổi hơn 4 người dáng vẻ, chính là trẻ trung khỏe mạnh tuổi xuân đang độ thời điểm, giờ khác này tà hoàng lại có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Tà Phi là hắn phi thường yêu thích một đứa con trai, trọng yếu nhất chính là tà Phi mới được lập làm thiếu tộc trưởng không lâu, toàn tộc vừa mới thông báo, đột nhiên chết, đây đối với tà ra tới nói là đã kích nặng nề hắn thân thể run lên, kém chút có chút đứng không vững thất thố, nhưng làm tà ra gia chủ hắn lại không thể ngã xuống, chỉ có thể đem đầy ngập bi phẫn nén ở trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, chắp tay nói, phụ thân, thỉnh cho phép ta dẫn người đi huyền thần sơn, không giết gian giật, hài nhi tuyệt không trở về. Không, ta đế khoát tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, người ở nhà tỏa trấn, lão lục các người mười người theo ta đi một chuyến huyền thần sơn, bản đế nhiều năm không sử dụng, ngoại nhân đều quên bản đế năm đó uy danh huyết thủ đồ phu, không thấy máu, không thu binh. Không thấy máu, không thu binh, một lão giả vung tay lên, vô số tà gia cường giả đi theo quát lớn, 10 tên cường đại bán thần cường giả hóa thành hồng quang bay đến tả đế phía sau, đầy mắt sát khí. Bọn hắn năm đó là một đường đi theo tà đế giết ra tới, tà đế cũng hoàn toàn chính xác có huyết thủ đồ phu danh xưng Mỗi lần xuất thủ nhất định phải thấy máu, Đông Hoàng Đại Lục bị tà đế đánh giết cường giả cùng gia tộc cũng không biết bao nhiêu mà đếm, rất nhiều thế hệ trước nghe được tả đế người này danh tự đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Báo, một tên cung phụng bay vụt mà đến, một gối quỳ xuống chắp tay nói, vũ ra đưa tin, bác đế đã ở trên đường, đồng thời thuộc hạ đạt được truyền báo, kiếm đế, thú đế, doãn đế, hiên đế, âm đế, chờ người cũng chính hướng huyền thần Sơn tiến đến. Nhiều bạn cũng như vậy đều đi vậy ta càng hẳn là đi xem một chút. Tà đế nhẹ gật đầu, thân thể hướng trong thành quảng trường bay đi, vung tay lên nói, lão lục, đi, đi gặp lão bằng hiếu, còn có đi chiếu cố cái kia dám đánh nát bản đế huyễn ảnh tuổi trẻ cuồng đồ. Vù vù, 10 cái cường đại lão cung phụng toàn bộ hóa thành tàn ảnh đi theo tà đế bay đi, 10 người khí thế toàn thịnh tựa như một mảnh mây đen lướt tới, loại kia cường đại uy áp để tà đế thành con dân đều cảm giác trời muốn sập xuống tới. Ông, một cái cử đại truyền tống trận sáng lên, tà đế đám người thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận, trên quảng trường rất nhiều người thậm chí còn không vội kịp phản ứng các loại trở thấy rõ ràng là tà đế bọn người về sau, toàn bộ người sợ hãi quỳ xuống, nội tâm đều là chấn kinh cùng nghi hoặc. Nhiều năm không ra tà đế lâu đài tà đế lần nữa rời núi, còn mang theo 10 tên cường đại bán thần, xem ra có đại sự sắp xảy ra, đông hoàng đại lục cũng chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bắc đế, kiếm đế, thu đế, doãn đế, hiên đế, âm đế đồ tới tà đế cũng lên đường. Huyền đế thành trên tường thành, chiến đế vẫn như cũ đứng tại trên tường thành. Bất quá rất kỳ quái chính là, tường thành phụ cận thủ về cùng người bên trong thành đều không nhìn thấy chiến đế cùng một đám bán thần, căn bản không có người hướng bên này xem, chiến đế giờ phút này nghe được bẩm báo, gánh vác lấy tay nhíu mày hỏi. Hồi tộc trưởng đều đã tới, doãn đế đoán chừng trễ chút đã đến. Một tên lão cung phụng nhẹ gật đầu, lập tức nhớ tới cái gì lại nói ra, căn cứ tình báo, Phật đế hẳn là không độc, giả dạ hậu cũng không đến, cũng không biết các nàng là không phải len lén tiềm hành đến đây. Phật đế lão già kia không cần để ý tới hắn. Chiến đế khoát tay áo, lập tức ánh mắt nhìn về phía phía nam nói: Dạ hậu cái này thế mà cũng không tới tham gia náo nhiệt trước kia nàng không phải thích nhất ra bán làm phong tao sao? Lần này ngược lại là kỳ quái. Bát đế một về sau còn có một cái ngụy đế, ngoại trừ Phật đế cùng giả dạ gia tộc trưởng giả dạ hậu bên ngoài toàn bộ đều tới. Chiến đế nửa điểm cũng không ngoài ý liệu, lần này huyền thần cung xuất thế, bọn hắn không đến mới kỳ quái đâu. Mặc dù rất nhiều người đi vượt quan có khả năng nhất đạt được huyền thần cung cũng là cửu đế gia tộc tử đệ nhưng ai cũng ngấp nghé huyền thần cung nếu không phải con em nhà mình đạt được có cơ hội bọn hắn khẳng định phải cướp đoạt nếu như là con em nhà mình đạt được bọn hắn tự nhiên muốn đến bảo trụ không bị đoạt lui một vạn bước nói nếu là ngoại nhân đạt được bọn hắn đều sẽ xuất thủ cướp đoạt huyền đế cung chỉ có thể bị cửu đế gia tộc đạt được ngoại nhân ai dám đạt được chỉ có một con đường chết huyền thần cung làm thiên hạ đệ nhất trí bảo nhà kia có thể được đến thực lực tuyệt đối có thể tăng cường rất nhiều, hiệu lệnh thiên hạ đều không phải là việc khó. Huyền thần cung bên trong bản thân có rất nhiều bí cảnh, có thể làm cho con em nhà mình không ngừng tăng cường thực lực. mấy chục mấy trăm năm về sau, đạt được huyền thần cung gia tộc thực lực có thể mạnh bao nhiêu ai cũng không dám tưởng tượng. mà lại huyền thần cung bên trong còn có hai kiện liền cửu đế đều thình thịch động tâm trí bảo chiến đế mặc dù nói qua ai có thể đạt được huyền thần cung sẽ vĩnh viễn là chiến gia bằng hữu, nhưng thật ra là lấy lui làm tiến nội tâm của hắn đến tột cùng đối kia hai kiện trí bảo có muốn hay không pháp cái kia chỉ có hắn biết rõ. Ông, trong thành sáng lên một đạo trùng thiên quang mang, trong thành quảng trường cũng truyền tới một đạo tiếng ồn ào, chiến đế có chút bên mặt, cười nhạt một cái nói, lão bằng hữu tới, đi thôi, đi chiếu cố hắn. Huyền đế thành thật lâu không có náo nhiệt như vậy, qua một thời gian ngắn khẳng định hội càng thêm náo nhiệt. chương 1111, ác quỷ lính, chết, huyền đế cung phong đô thành bên trong, Doãn Nhược Băng nhìn qua soán thành huyết phụ tà phi, trong mắt đều là tâm tình rất phức tạp. Cửu đế gia tộc ưu tú nhất con em một trong, vị này chính là rất có thể tà hoàng trở thành tà đế, thủ hộ Đông Hoàng Đại Lục bá chủ một trong. Đây là tà gia thiếu tộc trưởng, Đông Hoàng Đại Lục cấp cao nhất công tử một trong, lại chết tại phong đô thành bên trong, vĩnh viễn cùng những này thi binh làm bạn. Doãn Nhược Băng cảm giác có chút không chân thực, tà gia thiếu tộc trưởng thế mà chết ở trước mắt nàng, việc này trước kia là vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng mà lại giang giật mới vừa rồi còn đem tà đế hư ảnh cho đánh chúng vỡ nát, đây là muốn cùng tà ra thế bất lưỡng lập A. À. Thân là doãn gia đại tiểu thư, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nàng rõ ràng nhất cửu đế gia tộc cường đại, cùng cửu đế gia tộc thật cao tại sơn như đế vương uy nghi. Cửu đế gia tộc tôn nghiêm không cho khiêu khích, ai dám cùng cửu đế gia tộc là địch, kết cục sau cùng chỉ có vẫn lạc, đều không ngoại lệ. Đây là hơn 70 vạn năm qua, vô số cường giả dùng máu và lửa nghiệm chứng sự thật, đây là lịch sử nói cho thế nhân đáp án. Giang giật, một cái từ nhỏ địa phương tới thiếu niên, hắn ý đồ dùng nắm đấm của mình đánh vỡ cái luật thép này, hắn muốn cùng trong lịch sử những cường giả kia đồng dạng, đối kháng cửu đế gia tộc. Kết cục sau cùng sẽ cùng trong lịch sử những cường giả kia đồng dạng hôi phi yên diệt, hay là hắn thành công phá vỡ cửu đế gia tộc, sáng tạo lịch sử. Doãn nhược băng không biết, giờ khắc này nàng chỉ là không hiểu tim đập nhanh, nhìn xem giang giật cái kia như kiếm bóng lưng. Không hiểu cảm giác được sâu trong linh hồn tại chấn động. Bất quá, nàng rất nhanh nghĩ thông suốt, nàng không phải vẫn muốn tìm một cái tuyệt thế vô song nam tử sao giống như Giang Giật vừa rồi lựa chọn khuất phục, lựa chọn không giết Tà Phi, vậy hắn cùng đại lục ở bên trên những cái kia nam tử có cái gì khác nhau. Nghĩ thường nhân chi không dám nghĩ, làm thường nhân chuyện không dám làm, đây mới là thật nam nhân, đây mới là tuyệt thế vô song nam tử. Doãn nhược băng trên mặt hiện ra nụ cười, đem trong đầu bất an cùng tạp niệm xua tan. Bất kể như thế nào nàng đã nhận định cái này nam tử, đã ủy thân cho hắn, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, cùng lắm thì chết thôi, người chỉ cần sống oanh oanh liệt liệt, coi như một ngày thời gian cũng thắng qua tầm thường cả một đời. Giang giật ngược lại là không muốn quá nhiều, có lẽ hắn sinh ra đã có phản cốt, tại thiên tinh đại lục lúc hắn tự phản quốc, thậm chí bắt đầu còn muốn cùng hắn lão tử Giang Biệt Ly làm chiến. Hắn chưa từng e ngại khiêu chiến, vũ nghịch hắn dám giết, tà phi hắn cũng đã sớm quyết định, có cơ hội nhất định muốn giết chết. Cơ hội tới, đừng nói tà đế tới một cái huyễn tượng, coi như bản nhân tới, hắn có thể giết cũng sẽ không chút do dự. Huyết đế giáp đồ tốt, hắn trong đôi mắt đều là tinh mang, thân thể lóe lên bay đi, một phát bắt được huyết đế giáp. Đây chính là năm đó nổi danh cửu tinh cường giả luyện chế bảo giáp, lực phòng ngự vừa rồi hắn đã rõ ràng cảm thụ, cương phong chi nhận công kích lâu như vậy, huyết đế giáp không có phá hư một tia, cái này đồ vật là tuyệt đỉnh chí bảo A. Hắn hỏa vân khải năm đó bị hủy diệt, vừa vặn thiếu một kiện phòng ngự chiến giáp, huyết đế giáp rất huy phong bá khi hắn thích vô cùng, giờ phút này đương nhiên sẽ không khách khí, nguyên lực quán chú liền muốn luyện hóa. Đáng tiếc đây là cổ khí, không phải đơn giản như vậy liền có thể luyện hóa. Giang giật luyện hóa một trận phát hiện thời gian ngắn không cách nào luyện hóa, chỉ có trước thu vào. Hắn lại nắm lên tà phi cổ thần nguyên giới, còn bay trở về đem tà phi cái kia đầu lâu thu vào, lúc này mới bay đến doãn nhược băng bên cạnh nói, như băng, ngươi không sao chứ. Không có việc gì, doãn nhược băng ngòn ngọt cười, đầy mắt đều là nhu tình, nói, Giang Lang, ngươi lại thật đột phá bán thần cũng có thể đánh chết. Cái này còn được nhờ có ngươi. Giang giật giữ chặt doãn nhược băng tay, thương tiếc nói ra, như băng, ủy khuất ngươi, thân thể ngươi vẫn tốt chứ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao. Không cần, doãn nhược băng trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng, cúi đầu nói ra, Giang Lang, chúng ta làm sao bây giờ? Sao trộn, Giang giật phung tay lên nói, tiếp tục vượt quan, lưu ly tháp vẫn chưa có người nào thu hoạch được, ta nhất định muốn tranh thủ. Mặt khác ta muốn tất cả biện pháp đạt được huyền thần cung, dạng này mới có cơ hội cùng cửu đế chống lại, ta nói qua muốn để ngươi nở mày nở mặt hồi trở lại doãn ra. Tốt, doãn nhược băng rực rỡ cười một tiếng, mặt mày đều là vũ nghị, từ thiếu nữ biến thành nữ nhân, doãn nhược băng càng xinh đẹp hơn. Ít đi một phần ngây ngô, nhiều hơn một phần thành thục vũ nghị, loại kia phong tình có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào nhìn một chút tựu thần hồn điên đảo. hưu Giang giật lôi kéo doãn nhược băng hướng lối ra phóng đi, thất thải hồn thương bay múa, từng cái thi binh ẩm vang ngã xuống đất. Nơi này cách mở ra khẩu cũng không xa, chỉ là mấy chục hơi thở thời gian đạo thạch môn kia tự thấy ở xa xa, giang giật cũng không có chút gì do dự vọt vào trong cửa đá. Ông, hai người bạch quang lóe lên, đi tới một mảnh núi hoang, đây là huyền thần cung cửa thứ tư, ác quỷ lính. Giang giật lần trước không có sông đến cửa này, doãn nhược băng bọn người ngược lại là theo kinh khủng cấp cửa ải xông qua cửa này. Nhưng đến ác quỷ lính trung tâm giã quỷ phía sau thôn lại phát hiện cửa đá vào không được, giang giật khi đó tại ngao lư gian lận dưới, đạt được phía trước ba kiện bảo vật, đoạt bảo kết thúc. Giang lang cẩn thận, cái này ác quỷ lính có 108 tòa đại sơn, mỗi một tòa đều lớn đến vô biên. Lần trước chúng ta sông sơn trong núi đều có vô tận yêu thú, mỗi một tòa đại sơn đều có yêu đế chân thủ. Lần này thực lực chúng ta khác biệt, vẫn là địa ngục cấp cửa ải, yêu thú thực lực khẳng định mạnh hơn, chúng ta nhất định phải xông qua 49 tòa đại sơn, đến trung tâm giá quỷ thôn mới có thể tiến nhập cửa thứ năm. Doãn nhược băng là giang giật giảng thuật cửa này tình huống, giang giật đôi mắt sáng lên, hắn không sợ nhất liền là yêu thú, vật sống dù sao cũng so tử vật dễ dàng đối phó, bởi vì vật sống có linh hồn, hắn sát lục chân ý tiến dai, có thể ảnh hưởng linh hồn. Đi, đột phá cửa thứ tư liền có thể có được 12 giờ điểm tích lũy, cũng liền có thể được đến kiện thứ hai bảo vật lưu ly tháp. Đến giờ phút này chiến thiên lôi còn không có đạt được bảo vật, điều này nói rõ hắn còn vây ở chỗ này, sở dĩ hắn phi thường kích động, hắn quyết định toàn lực tiến lên, đoạt tại chiến thiên lôi phía trước phá cửa thứ tư. Hưu, hai người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước một tòa đại sơn bay đi, kia đại sơn đều là màu đen đại thụ, cao ngất thạch phong, sâu không thấy đáy khe rãnh, cũng không biết có bao nhiêu yêu thú tiềm phục tại bên trong. Giang lang, khác đừng bay quá cao, dễ dàng hấp dẫn yêu thú, nơi này không thể thần thức dò xét mà lại không trung hội đánh xuống kinh khủng lôi điện. Doãn nhược băng nhìn thấy giang giật không ngừng tại chiều phía trên bay đi, vội vàng nhắc nhở. Nàng linh lung giáp cũng phủ bên ngoài cơ thể, trong tay cầm xạ thần cung tựa như một tôn vô địch nữ chiến thần, có một phen đặc biệt phong tình. Ừm, giang giật đã sớm phát hiện thần thức không thể dò xét, hắn hướng phía dưới bay một khoảng cách, gần sát dãy núi phi hành. Hắn không còn lôi kéo doãn nhược băng, thể ngoại cương phong thần lá chắn mở ra, nguyễn kiếm trong tay xuất hiện, 10 chuôi cương phong chi nhận đi theo phi hành, nghi tâm thất thải hồn thương thời khắc chuẩn bị bay ra, tùy thời chuẩn bị huyết chiến. Ngao, lỗ lỗ thu, tại hai người vừa bay vào đại sơn, trong núi yêu thú lập tức đã bị kinh động, một cái chiều cao đạt tới mấy chục trượng hung cầm theo khe rãnh bên trong bay lên, kia trong mắt lạnh như băng cùng hiện ra hàn quang như móc sắt miệng rộng, nhìn một chút đều để người kinh hồn bạt vía. Thạch phong chỗ sâu một đạo hắc ảnh cũng bắn nhanh mà đến, kia là một đầu tựa như quỳ như yêu thú, đôi mắt lại là u lam, khóe miệng hai cái to dài răng nanh có thể đem bất luận cái gì sơn phong đụng nát, nó bôn tẩu mà đến hai bên thạch phong cũng bị nó răng nanh va chạm, trở nên vỡ nát, kinh khủng dị thường. Dưới mặt đất còn có một đầu rết màu bạc, cái này con rết quá dài, cũng không biết có bao nhiêu chân. Chân kia cũng như lưới dao, như sắt nước đúc kim loại mà thành, lập lè tỏa sáng. Nó hành tẩu như gió, những nơi đi qua cây cối hóa thành bột mịn, núi đá băng liệt, bụi đất giả thiên, hung lệ khí tức bao phủ phương viên hơn 10 dặm ba con đỉnh phong yêu đế, Giang giật sắc mặt ngưng trọng lên, cũng không phải là bởi vì cái này ba con yêu đế, mà là đến một lần ác quỷ lính tự xuất hiện đỉnh phong yêu đế, điều này nói rõ nơi này tuyệt đối sẽ xuất hiện yêu hoàng, cũng không biết là cái gì cấp bậc yêu hoàng. Như băng, đề phòng, Giang giật quát khẽ một tiếng, nguyễn kiếm vùng vẩy, hướng ba con đại yêu con cọp ngạo nghễ không sợ phóng đi. Trường 1112, như băng, chờ ta. Đỉnh phong yêu đế nhưng so sánh thiên quân đỉnh phong, chiến lực biêu hãn, hơn nữa còn có Đỉnh Phong yêu đế có được cường hoành yêu thuật, dị thường hung tàn. Giang giật cũng không sợ yêu đế, hắn giết thiên quân Đỉnh Phong như đồ heo chó, cái này yêu đế nói thế nào đều là yêu, chiến thuật không bằng nhân loại linh hoạt như vậy, cũng gần như sẽ không đạo văn công kích, ngoại trừ bọn chúng yêu thuật lợi hại một chút, còn lại cũng không sánh nổi thiên quân Đỉnh Phong. Nhân loại thiên quân Đỉnh Phong thế nhưng là còn phân phẩm dai, bình thường thiên quân Đỉnh Phong có thể nhiều nhất liền là tam tinh thực lực, cảm ngộ cường đại đạo văn thiên quân đỉnh phong thực lực có thể đạt tới ngũ tinh đỉnh phong yêu đế sẽ không đạo văn công kích thực lực tự nhiên không có mạnh như vậy chanh chanh nguyễn kiếm múa từng đạo kinh khủng sóng âm phúc tán mà đi như từng đạo sóng biển mãnh liệt trong nháy mắt đem ba con đỉnh phong yêu đế bao phủ đi vào cường đại thần âm đánh thẳng vào ba con yêu đế linh hồn sát lục chân ý như một đạo sát khí ngất trời chấn áp ba con yêu đế ầm ầm bay lên hung cầm thoáng cái rơi xuống triển yên ổn phiến cây cối cũng đem vài tòa thạch phong đâm đến vỡ nát, núi đá băng liệt, đá vụn đập xuống hạ khe rãnh bên trong, gây nên đạo đạo chấn thiên hồi âm. Phanh phanh phanh, phanh cái kia quỷ như yêu thú cùng rết màu bạc cũng thống khổ trên mặt đất lăn lộn, đem phía dưới quấy đến một mảnh hỗn độn, cuồn cuộn khói bụi tràn ngập mà lên, che đậy một khoảng trời. Suy suy, Giang Giật Cương Phong chi nhận gào thét mà xuống, phân biệt khóa chặt ba con yêu thú hung hăng công kích. Yêu đế phòng ngự rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến nhưng so sánh cao cấp thiên cơ thuyền vòng bảo hộ bên trên phân thược, bất quá cương phong chi nhận bổ vào bọn chúng trên thân, vẫn là vang lên một mảnh kim thiết đụng nhau bang bang âm thanh, sáng lên sáng lên hỏa hoa. Nương theo lấy quái thú kêu thảm, ba con yêu đế bị lưng mỏi chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe, chi thịt bắn tung tóe, hun thúi mùi máu tươi đập vào mặt, làm người ta buồn nôn. A, à, những này yêu đế tại sao không có nội đan a? À? Nhẹ nhõm chém giết ba con yêu đế, Giang giật cũng không có quá nhiều cảm giác tự hào, ngược lại nghi ngờ nhìn chằm chằm ba con yêu thú tàn thi. Yêu thú đều có nội đan, nội đan là đồ tốt, có thể luyện đan có thể luyện khí, có giá trị không nhỏ. Nơi này yêu thú đều không có nội đan. Doãn nhược băng bay tới giải thích nói, lần trước chúng ta rất kỳ quái, đoán chừng những này yêu thú đều là huyền đế luyện hóa mà ra đi, bọn chúng đều chưa từng hóa hình, linh trí cũng không bằng phía ngoài yêu thú, đương nhiên thực lực coi như không tệ. A à, à, đi thôi, Giang giật nhẹ gật đầu, trước tiên hướng phía trước bay đi, tại cái này ác quỷ lính không có đường tắt có thể đi, chỉ có giết ra một đường máu, vượt qua 49 tòa đại sơn, đến giã quỷ thôn. Nếu là dễ dàng lời nói, chiến thiên lôi đã sớm đột phá. Hô hô, suy suy, vẻn vẹn bay qua hơn 10 dặm khoảng cách, nơi xa trong rừng tựu vò tới một đầu to lớn mãng xà, cái này mãng xà toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn như là một đầu cương thiết roi dài, cũng không có lân phiến, trên đầu trên lưng còn có rất nhiều gai nhọn, cũng là đỉnh phong yêu đế. Ngoài ra còn có một cái xấu xí quái thú, giống như là một cái viên cầu, trên bụng lại có mấy chục con con mắt, cũng không biết là quái vật gì. Giết, người cản giết người, Phật cản giết Phật, yêu cản giết yêu. Giang giật ngang nhiên xuất thủ, bằng vào sát lục chân ý cùng thần âm thiên kỹ chân áp, cương phong chi nhận cùng thất thải hồn thương công kích, một đường đổ sát đi qua. Doãn nhược băng thì cầm trong tay xạ thần cung, khẩn trương bốn phía liếc nhìn, thần thức không thể dò xét, chỉ có dựa vào con mắt dò xét. Nàng thị lực không tệ, nhưng con mắt có thể dò xét đến khoảng cách chỉ có gần như vậy, vạn nhất xuất hiện một cái yêu hoàng đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Cái này địa ngục cấp cửa ải ác quỷ lính nội hoàn toàn chính xác có yêu hoàng, giờ khác này ở ác quỷ lính một bên khác, tự có một người tại đại chiến yêu hoàng. Đây là một cái phong thần như ngọc thanh niên nam tử, trong tay hắn cầm một cái hẹp dài chiến đao, mặc trên người màu bạc chiến giáp, đôi mắt như điện, khuôn mặt như đao, mỗi một lần công kích đều có thể không gian chấn động, đem mặt đất bổ ra đạo đạo khe hở, để núi đá băng liệt, cây cối sụp đổ. Hắn hẹp dài chiến đao trên chuôi đao có thần bí long hình đồ văn, đao phong bên trên lóe lên u quang, nhập vào xuất ra lấy đao lãng, uy thế kinh thiên, như một tôn thần đệ. Cùng hắn đối chiến chính là một cái màu đen báo, cái này báo hình thể cũng không lớn, nhưng tốc độ quá nhanh quá nhanh, nhanh đến thiên quân căn bản thấy không rõ thân ảnh. Cái này báo lợi chảo đặc biệt dài, mỗi lần phi hành vung vẩy lợi chảo, đều có thể đem không gian xé rách, hung lệ khí thức kinh khủng từ trên người nó truyền ra, như giang giật cùng doãn nhược băng tại phụ cận lời nói, khẳng định chấn kinh đến không có gì sánh kịp. Bởi vì đây là yêu hoàng khí tức, hơn nữa còn không phải một cái phổ thông yêu hoàng. Uống, hay, nhiệt xúc nhận lấy cái chết, chiến thiên lôi nổi giận liên tục bổ ra mười mấy đao, khắp thiên đều là đao ảnh, bốn phía không gian đều bị hắn chém đứt. Nhưng này báo tốc độ quá nhanh quá nhanh, hắn một đao đều không có đánh chúng cái này báo, cái này khiến hắn có loại chỉ có một tiếng man lực lại đánh vào trong nước đồng dạng, có loại thổ huyết xúc động. Chiến Thiên lôi vào ác quỷ lĩnh rất nhiều ngày, hắn cũng vượt ngang ác quỷ lĩnh 45 ngọn núi, đánh giết cũng không biết bao nhiêu yêu thú. Hắn nguyên lai tưởng rằng có thể rất nhanh đến giã Quỷ thôn, nhưng không nghĩ tới cùng con báo này chém giết một ngày một đêm, hắn vẫn không thể nào đánh giết yêu hoàng, lâm vào khổ chiến. Không được, ta nhất định muốn phá quan, ta nhất định muốn đạt được Huyền Thần cung. Chỉ có đạt được Huyền Thần cung như băng mới có thể đối ta quái mắt nhìn nhau, mới có thể cam tâm tình nguyện gả cho ta, mới có thể triệt để bị ta chinh phục. Chiến thiên lôi bạo giống một tiếng, trong đầu hiện ra doãn nhược băng kia như vẽ kiều nhan. Vượt quan trước đó hắn vốn muốn cho doãn nhược băng đi theo chính mình cùng đi, nhưng doãn nhược băng lại lựa chọn cự tuyệt, đồng thời trong lời nói có loại nhàn nhạt lạnh lùng. Cái này khiến hắn có một loại dự cảm không tốt, sở dĩ hắn dứt khoát lựa chọn địa ngục cấp cửa ải, hắn muốn chứng minh chính mình, chỉ có hắn chiến thiên lôi mới có thể xứng được với doãn nhược băng. Như băng chờ ta, chờ ta cưới ngươi, ta nhất định khiến ngươi trở thành thiên tinh giới hạnh phúc nhất tân nương. Chiến thiên lôi gào thét, chiến đao quang mang một thịnh, một cỗ khí thức kinh khủng theo chiến đao bên trong truyền ra, thân hình hắn điên cuồng xoay tròn, chiến đao theo đi theo xoay tròn, khiên động phương viên mười giảm nguyên lực, để thiên địa phong vân dị biến, cuồng phong gào thét. Bốn phía không gian đều bị hắn xé rách ra một đầu hình tròn khe hở, nơi xa đang chuẩn bị hướng hắn đánh tới yêu hoàng ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ nhanh chóng lui lại phong vân quỷ trảm cho bản công tử đi chết chiến thiên lôi giống giận xoay tròn thân thể đột nhiên dừng lại một đạo to lớn đao lãng theo hắn chiến đao bên trên gào thét mà ra bốn phía cuồng phong bị một đao kia khiên động điên cuồng hướng đao lãng bên trong tụ đến báo yêu hoàng thân thể bị cuồng phong trói buộc tốc độ thoáng cái suy giảm oanh đao lãng tốc độ quá nhanh quá nhanh vạch phá bầu trời đem bầu trời xé rách ra một đạo cái khe to lớn, hung hăng bổ vào báo yêu hoàng trên thân. Nương theo lấy một đạo to lớn nổ vang, yêu hoàng thân thể trùng điệp bị đánh xuống đất dưới, phía dưới dãy núi cũng bị bổ ra một đầu dài đến ngàn trượng to lớn khe rãnh, tràng diện phi thường dọa người, cái này một chảm như thần chi một chảm, không thể chống cự, bất khả kháng hoành. Phốc, chiến thiên lôi cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo thoáng cái, cong vẹo theo giữa không trung rơi xuống. Hắn chiến đao khẽ động đâm vào dưới mặt đất, Ổn định thân hình, đều là Tiên Huyết khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát, nhắm mắt lại thở dài, thực lực của ta, phóng thích Thất Tinh Đạo Văn Phong Vân Quỷ Trảm vẫn là quá miễn cưỡng. Đi, vẹn vẹn nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, hắn thân thể phóng lên tận trời, hướng xa xa mặt khác một tòa sơn mạch chạy đi. Ở giữa không trung hắn lao đi khóe miệng Tiên Huyết, nhếch miệng hú dài nói, Như băng, chờ ta, ta nhất định mang theo Huyền Thần cung tới đón cưới ngươi, nhất định. Chương 1113, chưa mặt đám khỉ thần âm thiên ký để Giang Giật đánh giết yêu thú tốc độ như cắt sơm dạ, rất nhiều đỉnh phong yêu đế đều có yêu thuật nhưng chúng nó căn bản không có có cơ hội phóng thích yêu thuật nhẹ nhóm bị chém giết hai người thế như trẻ tre vẻn vẹn một ngày rưỡi thời gian liền liên tục vượt ngang chín tòa đại sơn thế mà không có đụng phải yêu hoàng cái này không có đạo lý a à. Giang Giật có chút buồn bực đánh chết ba con yêu đế quay đầu cùng Doãn Nhược Băng nói Doãn Nhược Băng đôi mắt đẹp lóe lên cũng cảm thấy kỳ quái Lần trước các nàng thực lực đều không có mạnh như vậy, nhưng mỗi lần ngọn núi đều có yêu đế chấn thủ, lần này cấp thấp nhất đều là đỉnh phong yêu đế, không có lý do không xuất hiện yêu hoàng A. Hô hô, nói cái gì liền đến cái gì, nơi xa một đạo sóng nhiệt đánh tới, càng xa xôi còn ra hiện cuồn cuộn khói đặc, một cỗ khí tức cường đại cũng đập vào mặt, giang giật cùng doãn nhược băng hướng nơi xa xem xét, trên mặt sắc đồng thời lạnh lẽo, giang giật quát khẽ, lại yêu hoàng, hỏa hệ như băng lui ra phía sau, hỏa hệ yêu hoàng đối với ta mà nói không có áp lực, người chú ý bảo vệ mình. Giang lang, người cũng cẩn thận, doãn nhược băng rất hiểu chuyện lui ra phía sau, thực lực của nàng có lẽ đối phó đỉnh phong yêu vương không có vấn đề, nhưng đối đầu với yêu hoàng chỉ làm liên lụy giang giật, giang giật có hỏa linh châu hoàn toàn không sợ hỏa, nàng cũng rất là yên tâm. Ngao ngao, sóng nhiệt tiếp tục cuồn cuộn mà đến, một đạo khói đen cũng từ đằng xa nhanh chóng lan tràn mà đến, nương theo lấy kia yêu hoàng tới gần, bốn phía cây cối toàn bộ giấy lên hừng hực liệt hỏa. Quái thú kia thật xa tựu gầm hét lên, tiếng giống chấn động đến bốn phía thạch phong lắc lư, đá vụn bắn tung tóe, chấn động đến giang giật khí huyết quay cuồng, nguyên lực có chút nhiễu loạn, rất là kinh khủng. Chưa mặt đám khỉ, giang giật nhìn thoáng qua băng băng mà tới yêu thú, không nhịn được cười một tiếng. Loại này yêu thú hắn trước kia gặp qua, cùng thiên thiên hắc thần đi vô tận biển sâu lúc, tại một cái trên hoang đảo nhìn qua dạng này một cái tộc đàn, loại này yêu thú tướng mạo cực kỳ xấu xí mọc ra một cái cự đại đầu liền giống bị đánh xương đầu heo thân thể lại như đám khỉ thân thể không có đầu lớn nhìn rất là buồn cười coi như hóa thành hình người bọn chúng cũng thích biến thành dạng này còn tưởng rằng dạng này rất khôi ngô xuất khí bởi vì loại này quái thú không phải ở trong biển sinh hoạt thiên thiên trả lại hắn giới thiệu qua cái này yêu thú tính tình cổ quái thường xuyên săn giết hải thú linh trí không cao tựa như một cái tú đậu bất quá thực lực rất khủng bố bọn chúng phương thức công kích một là tiếng giống nghe nói nhất thường đại chư mặt đám khi có thể một tiếng gầm rung động non sông giống lạc tinh thần đương nhiên đây là truyền thuyết bọn chúng còn có một loại thủ đoạn công kích liền là phun lửa có thể phun ra tử viêm nhiệt độ phi thường cao một cái tử viêm có thể đem một mảnh nước biển hóa thành nước sương mù cụ thể nhiệt độ lớn bao nhiêu giang giật không biết giờ phút này chư mặt đám khi tới gần hắn cũng cảm giác không thấy nửa điểm nóng rực hỏa linh châu chủ động hộ chủ tranh tranh đến cùng là yêu hoàng Giang giật không dám khinh thường, thần âm thiên kỹ trước tiên phóng thích, đạo đạo sóng âm cuồn cuộn mà đi. Chư mặt đám khỉ mắt tam giác co rụt lại, lao nhanh thân thể ngừng lại, miệng rộng mở ra phát ra từng tiếng càng lớn tiếng giống, giống đến bốn phía thạch phong từng mảnh từng mảnh sụp đổ, cũng làm cho lui ra phía sau mấy ngàn trượng doãn nhược băng, có chút chịu không được lần nữa lui ra phía sau. Giang giật cũng cảm giác khó chịu dị thường, khí huyết quay cuồng không ngớt, nguyên lực lần nữa nhiễu loạn, để hắn kém chút từ giữa không trung hái đến xuống tới hắn vội vàng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dạng này tiếng giống hắn liền nghe không tới, cũng sẽ không ảnh hưởng linh hồn, nguyên lực nhiễu loạn cũng dễ dàng xử lý. Vô danh công pháp, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau, hắn vận chuyển vô danh công pháp, để nguyên lực trở nên ổn định, trong tay cương phong liên tục không ngừng đánh ra, hóa thành 10 chuôi cương phong chi nhận bắn nhanh mà đi. Lần này hắn không dám phóng thích thất thải hồn thương, cái này chưa mặt đám khi có thể phun lửa, nếu là đã thương thất thải hồn thương tựu mã lạc qua bích, Chanh chanh, thần âm thiên kỹ tiếp tục phóng thích chân áp yêu hoàng, chứ mặt đám khỉ thân thể đã không động được, rõ ràng bị chân áp, nhưng vẫn là bản năng đại hống. Khí tức cũng càng phát bạo ngược, nếu không phải tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cái này bạo ngược khí tức liền có thể để giang giật ngạt thở. Phanh phanh phanh, phanh mười chuôi cương phong chi nhận hung hăng bổ vào yêu hoàng trên thân, từng đạo hỏa hoa sáng lên, yêu hoàng khổng lồ thân thể bị đập bay ra ngoài, nhưng nó trên thân thể ra lông bị hủy diệt không ít, cũng không có bị quá lớn thương thế chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy từng đạo vết máu lại chỉ là đả thương da thịt phiền toái giang giật sầm mặt lại cũng không phải là là cái này yêu hoàng lo lắng mà là là làm sao sau khi đột phá mặt đại sơn lo lắng cái này yêu hoàng cũng không tính cường đại lực phòng ngự giống như này đáng sợ đến đằng sau gặp được càng cường đại yêu hoàng hắn coi như dùng thần âm thiên kỹ có thể ảnh hưởng yêu hoàng làm sao có thể đánh giết như tao ngộ một cái phòng ngự nghịch thiên yêu hoàng coi như cho hắn giết cũng không giết chết a à. mặc kệ xử lý trước cái này yêu hoàng giang giật quyết định phi tốc hướng phía trước bay đi vừa mới bay trăm trượt nơi xa một đạo tử sắc hỏa xa tựu gào thét mà đến bốn phía cây cối toàn bộ bị đốt thành bột mịn liền bùn đất đều biến thành màu nâu đen khói đen bốc lên ha ha giang giật cười nhạt một tiếng triệt tiêu cương phong thần thuẫn mặc cho hỏa diễm bao phủ chính mình hắn hỏa long châu bên trong vừa vặn không có hỏa diễm hấp thu một chút tử viêm cũng không tệ xem tình huống cái này hỏa diễm uy lực ít nhất nhưng so sánh lôi hỏa nói thế nào đều là yêu hoàng yêu hỏa. Ngao ngao, thân thể cao tới 20 trượng, đứng thẳng hành tẩu, như một cái kình thiên như cự thú Chưa mặt đám khi cuồng bạo vào tới, tam giác nhãn bên trong đều là nổi giận, nó nhanh chân lao nhanh, nghiêm nghị đại hống, chấn động sơn hà, mặc kim liệt thạch. Cho ta dừng lại, sang giật nội tâm quát khẽ một tiếng, nguyễn kiếm múa, thần âm thiên kỹ phóng thích chấn áp cái này yêu hoàng, không cho nó tới gần. Các loại chờ hỏa diễm toàn bộ bị hỏa linh châu hấp thu, hắn cương phong chi nhận tiếp tục gào thét mà ra, lần này hắn chỉ công kích một điểm, cái kia chính là chư mặt đám khỉ chân trái. Chỉ cần đem hắn hai cái đùi chặt, nó không phải liền là trên bảng thịt cá, mặc cho xâm lược sao. Phanh phanh phanh, phanh mười chuôi cương phong chi nhận liên tục không ngừng công kích một chỗ, hiệu quả rất rõ ràng, chư mặt đám khỉ chân trái bị đánh đến máu thịt be bét, một mảng lớn huyết nhục bị xoắn nát, lộ ra xâm xâm bạch xương, yêu hoàng khổng lồ thân thể cũng lần nữa bị đập bay ra ngoài. Tiếp tục phun lửa a Giang giật chậm rãi bay đi, cho chư mặt đám khỉ phun lửa thời gian, hắn cần hấp thụ nhiều một chút tử viêm, để đằng sau đối phó càng cường đại yêu hoàng. Lần trước thôi động luyện thần lô hỏa diễm cũng hữu dụng, mặc dù hắn không phải rất khẳng định không có tinh thần chi lực, chỉ dựa vào hỏa diễm đến cùng có thể hay không thôi động luyện thần lô, nhưng thu thập nhiều một chút hỏa diễm luôn luôn không sai. Cứ như vậy, Giang giật chậm rãi ngược sát chư mặt đám khỉ, cái này yêu hoàng thực lực kỳ thật không được, cũng không sánh nổi tà phi, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực. Sau nửa canh giờ, trừ mặt đám khỉ hai chân bị chém đứt, chỉ có thể ở nguyên địa lăn lộn nhúc nhích, thỉnh thoảng đại hống thỉnh thoảng phun ra hỏa diễm, giang giật ngược lại là rất hài lòng, cầm trong tay hỏa linh châu thản nhiên hấp thu hỏa diễm, rất nhanh hỏa linh châu bên trong không gian đều hấp thu đầy. Không sai biệt lắm, giết chết đi. Giang giật dò xét thoáng cái âm thầm gật đầu, khống chế cương phong cực nóng hung hăng đối cổ của nó bổ tới, bất quá cái này yêu hoàng lực phòng ngự quá mạnh, một hai nén nhang khẳng định giết không được đúng rồi giang giật đột nhiên nghĩ đến cái gì mở to mắt trên mặt lộ ra một tia dị động tại phong hỏa kiếp bên trong hắn gặp qua cương phong hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau giờ phút này vừa vặn có cái bia sống không bằng lấy nó tới thử nghiệm làm sao hoàn mỹ dung hợp cương phong đi nếu có thể đem cương phong hoàn toàn dung hợp lực công kích của hắn nhất định có thể tăng lên mấy lần thông qua ác quỷ lính cơ hội cũng sẽ tăng nhiều cũng liền có cơ hội lấy được lưu ly tháp ông nhưng mà vào thời khắc này giang giật cùng doãn nhược băng trong đầu đồng thời một hình ảnh bầu trời vỡ ra một cái khe một tòa sinh đẹp lục sắc bảo tháp từ trên không trung rơi xuống bị một cái đại thủ bắt lấy ngay sau đó khe hở khép lại hình tượng biến mất oanh giang giật tại thời khắc này cảm giác bầu trời lóe sáng một đạo sấm sét giữa trời quang cả người mộng lưu ly tháp thế mà bị người cầm xuống cái tay kia rõ ràng là nam nhân tay không phải chiến thiên lôi liền là kiếm vô ảnh không có lưu ly tháp hắn lại thế nào cứu trở về tô như tuyết chương 1114, ta hiểu, Giang Giật, người thế nào? Doãn nhược băng ở phía xa phát hiện Giang Giật đột nhiên không công kích, mà là ngây ngốc đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách, nàng vội vàng bay tới khẩn trương hỏi. Xa xa chư mặt đám khỉ đã bị đả thương nặng, không đủ gây sợ, có chư mặt đám khỉ tại, những cái kia yêu đế cũng không dám tới gần, Doãn nhược băng không lo lắng Giang Giật cùng mình an toàn, nàng sợ hãi chính là Giang Giật thần sắc. Trong ấn tượng của nàng ngoại trừ phi mã đại lục huyền thần cung đoạt bảo về sau, Giang giật chưa bao giờ lộ ra qua vẻ mặt như vậy. Không có gì, Giang giật tỉnh ngộ lại, miễn cưỡng cười một tiếng, hắn không muốn để cho Doãn Nhược Băng lo lắng, hắn cũng một mực thích đem sự tình giấu ở trong lòng, chính mình một người đi tiếp nhận. Doãn Nhược Băng tựa hồ đoán được cái gì, hỏi có phải hay không lưu ly tháp. Ừm, đã Doãn Nhược Băng đoán được, Giang giật cũng không muốn giấu giếm nàng, nặng nề thở dài nói, lưu ly tháp đối ta rất trọng yếu, nếu như là chiến thiên lôi đạt được, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp theo trong tay hắn cướp đoạt, chiến thiên lôi thực lực tuyệt đối so tà phi còn mạnh hơn, mà lại chúng ta không nhất định có thể đuổi kịp hắn. Nếu như là kiếm vô ảnh lấy được, ta đem rốt cuộc không có có cơ hội lấy được lưu ly tháp. Một khi huyền thần cung đoạt bảo kết thúc, tất cả mọi người rất có thể bị truyền tống ra ngoài, một truyền tống đi huyền thần sơn dưới, các gia tộc bán thần đều sẽ tới bảo hộ. Giang giật không phải thần tiên, không phải vô địch thần để, không có khả năng tại một đám chiến thần ngay dưới mắt cầm xuống kiếm vô ảnh chiến thiên lôi. Sở dĩ hắn đem rất có thể rốt cuộc không có có cơ hội lấy được lưu ly tháp, nói một cách khác hắn không cách nào đi đổi tô như tuyết bình an trở về, sở dĩ vừa rồi một khắc này hắn mới có thể như thế thất hồn lạc phách. Tổng có cơ hội, doãn nhược băng từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy giang giật, cười nhạt nói cổ ngữ không phải nói, họa này phúc chỗ dựa. Phúc hề họa chỗ phục sao sự tình gì kết luận còn sớm, đoạt bảo còn không có kết thúc, chỉ cần chúng ta cố gắng qua, kết cục là thế nào cũng không cần đi quản hắn, chỉ ít chúng ta sẽ không hối hận, đúng không? Nghe mỹ nhân mùi thơm, nghe nàng ở bên tai ôn nhu mềm giọng cảm nhận được nàng thân thể mềm mại truyền đến ấm áp cùng yêu thương, giang giật nội tâm chấn động, đôi mắt cũng dần dần có chút thần thái. Không sai, đoạt bảo còn không có kết cục, còn chưa tới một khắc cuối cùng, nói cái gì còn quá sớm, không đi cố gắng làm sao biết sau cùng kết cục không đi liều, ai có thể khẳng định ai cười đến cuối cùng. Như băng cảm ơn ngươi, có thể được đến người yêu ái là ta giang giật đời này lớn nhất phúc khí giang giật quay người ôm lấy doãn nhược băng nhẹ nhàng tại nàng bên môi hôn một cái hai tay đột nhiên đánh ra cương phong tiếp tục công kích trư mặt đám khỉ đi điên cuồng công kích phía dưới giang giật chỉ là hao tốn hai nén hương thời gian tự giải quyết trư mặt đám khỉ hắn một đường chạy vội cũng không có nhàn rỗi mà là đánh ra từng sợi cương phong để cương phong công kích bốn phía sơn phong hắn phải nắm chặt mỗi một hơi thở thời gian, tranh thủ đem cương phong hoàn mỹ dung hợp. Muốn đổi kịp chiến thiên lôi, vậy thì nhất định phải xông qua ác quỷ lính tiến vào cửa thứ năm, muốn thông qua ác quỷ lính, thực lực của hắn còn xa xa không đủ, giống như không thể đem cương phong hoàn mỹ dung hợp, hắn cuối cùng chỉ có thể dừng bước tại nào đó một tòa sơn mạch bên trong. Thứ người ngọn núi mạch, giang giật một đường quét ngang, vẻn vẹn tốn hao nửa canh giờ liền muốn xông ra đại sơn. Nhưng lần này lại gặp gỡ yêu hoàng, cũng may cái này yêu hoàng so chư mặt đám khỉ không mạnh hơn bao nhiêu, ngược lại phòng ngự yếu hơn mấy phần. Thần âm thiên kỹ chân áp phía dưới, bị giang giật thuần thuộc nhẹ nhõm mở ngực mổ bụng chém giết. Thứ 11 tòa, 12, 13, 14. Giang giật ngày đêm không ngừng công kích, hoàn toàn lâm vào điên dại trạng thái. Hắn một mực nhắm mắt lại, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới một bên công kích, một bên tham gia ngộ cương phong dung hợp chi thuật. vẻn vẹn ba ngày thời gian, hắn lần nữa phá 10 tòa đại sơn, vọt tới thứ 20 tòa trong núi lớn. Lần này hắn không có may mắn như thế, yêu hoàng thực lực bắt đầu tăng cường, hắn thần âm thiên kỹ mặc dù còn miễn cưỡng có thể chấn áp, nhưng hiệu quả yếu đi rất nhiều, nếu không phải hắn có thất thải hồn thương, còn có doãn nhược băng xạ thần cung kiềm chế, hắn rất khó đánh giết yêu hoàng. Mặc dù như thế, nơi này yêu hoàng lực phòng ngự trở nên rất mạnh, hắn đánh chết một cái yêu hoàng, lại hao tốn dòng giã đại nửa ngày thời gian. Dạng này không được a à, còn có 29 ngọn núi mạch, coi như một đường ta có thể tiếp tục đánh giết, ta cũng muốn tốn hao chín ngày. Thời gian dài như vậy, món ăn cũng đã lạnh, đoạt bảo khẳng định cũng sẽ kết thúc. Giang giật lòng nóng như lửa đốt, dạng này dẫn đến nội tâm càng ngày càng không tỉnh táo, cũng không cách nào cảm giác mộ cương phong dung hợp chi thuật, tạo thành tuần hoàn ác tính, để hắn càng phát phiền não. Giang giật, nghỉ ngơi một chút đi, tiếp tục như vậy làm nhiều công ít, ngược lại không đẹp, mà lại. Ta cũng mệt mỏi, doãn nhược băng truyền âm để Giang giật tỉnh táo lại, hắn quay đầu nhìn một cái đầy mắt mệt mỏi doãn nhược băng lập tức đầy mắt áy náy giống như đoạn đường này chạy tới đã mấy ngày mấy đêm hắn ngược lại là quen thuộc cuộc sống như vậy nhưng doãn nhược băng một cái thiên kim đại tiểu thư quen sống trong nhung lụa rồi đi theo hắn đói bụng chỉ có thể ăn năng lượng đan lương khô khát chỉ có thể uống thanh thủy tựu liền như xí đều chỉ có thể tùy ý tìm dưới tảng đá ngồi sổm. hắn tại phòng đô thành bên trong lời thề son sắt nói muốn cho doãn nhược băng hạnh phúc muốn thủ hộ che chở nàng cả một đời nhân gia vừa mới từ bỏ gia tộc, từ bỏ hết thảy ủy thân cho hắn, hắn lại ngựa không ngừng nghỉ mang theo nàng liên tục cùng yêu thú khai chiến 3-4 ngày. Trọng yếu nhất chính là, Doãn Nhược Băng vừa mới làm ra quyết định vứt bỏ hết thảy đi theo hắn, giống như hắn không có cùng nàng hảo hảo tán gẫu qua một lần không có cho nàng nội tâm một tia an ủi không có nghĩ qua nội tâm của nàng phải chăng sợ hãi, phải chăng sợ hãi, phải chăng đối Doãn ra đối nàng phụ mẫu ấy nấy từ đó sinh ra thật sâu tự trách. Nghĩ tới đây, Giang giật thầm mắng mình vài câu là tên hỗn đản, nội tâm cũng chân chính bắt đầu thích cái này tuyệt thế xinh đẹp. Mấy ngày đến Doãn Nhược Băng không có một câu lời oán giận, không có biểu hiện ra một tia yếu ớt, không có hô qua một tiếng khổ, không có tung ra qua một lần kiều, thậm chí ngược lại còn muốn tới dỗ dành hắn, cổ vũ hắn. Như băng, ánh mắt của hắn nhìn qua Doãn Nhược Băng, trên mặt đều là ái náy vừa muốn nói gì, Doãn Nhược Băng lại lắc đầu cười cười nói, giang giật, người cái gì đều không cần nói, ta hiểu. Một câu ta hiểu, một ánh mắt đối mặt để giang giật nội tâm có thiên ngôn vạn ngữ đều nói không ra miệng hắn bay đi ôm chặt lấy nàng hướng phía dưới bay đi tìm tới một cái dưới đại thụ bãi cỏ theo trong giới chỉ lấy ra một kiện chăn mền trải lên lúc này mới ôm nàng ngồi xuống sau đó hắn đi lấy ra thanh thủy lấy ra một chút linh quả lại lấy ra một chút thịt khô nhóm lửa bắt đầu thịt nướng doãn nhược băng thì vẫn ngồi như vậy tựa ở trên cây nhìn xem giang giật bận tiêu tít khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt ôn hòa mà ấm áp giang giật trù nghệ còn có thể những năm này ăn gió nằm sương nhiều hắn quen thuộc cũng dã ngoại sinh hoạt đáng tiếc cái này thịt nướng là thịt khô hương vị không thế nào ngon nhưng dù sao cũng là đồ ăn nóng vẫn là giang giật tự mình làm doãn nhược băng ăn rất ngon lành sau khi ăn xong thế mà liền dựa vào trên tảng cây ngủ thiếp đi giang giật nhẹ nhàng đem nữ tử này ôm vào trong ngực để nàng tựa ở trên đùi mình chìm vào giấc ngủ nhẹ vỗ về sợi tóc của nàng nhìn xem nàng như ngọc kiều nhan giang giật nội tâm rất là phức tạp hắn cũng không có chìm vào giấc ngủ ngược lại ngay tại chỗ nhập định tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái có yêu thú đột kích cũng có thể lập tức biết hắn tiếp tục bắt đầu tham gia ngộ cương phong hoàn mỹ dung hợp kỹ năng doãn nhược băng tại giang giật nhập định về sau đột nhiên mở to mắt nhìn qua hắn như đau gọt khuôn mặt ngòn ngọt cười lần nữa nhắm mắt lại ngủ thật say nàng tư thế ngủ rất yêu mỹ cứ việc tại giã ngoại trên đồng cỏ nhưng cũng giống là một cái giường nằm quý phu nhân là cái này ác quỷ lính tăng thêm một phần đặc biệt mà mỹ lệ phong cảnh chương 1115, cương phong hoàn mỹ dung hợp. Giang giật lần này nhập định ngược lại nội tâm buông lỏng rất nhiều, có lẽ là gối lên trên đùi mình nữ tử để hắn không hiểu cảm giác được an tâm, có lẽ là doãn nhược băng trên thân nhàn nhạt, nhạt mùi thơm để hắn rất dễ chịu, lần này nhập định hiệu quả tốt rất nhiều. Hiệu quả tốt về tốt, có đồ vật không phải nghĩ cảm ngộ liền có thể cảm mộ, cái này cương phong dung hợp so đạo văn càng khó khăn. Bởi vì mỗi một cây cương phong đều là khác biệt cá thể, người để bọn chúng quấn quyết lấy nhau dễ làm, nhưng muốn để bọn chúng triệt để dung hợp đây nhất định rất khó cái này cùng hai cái dây thừng là giống nhau đạo lý dây thừng dây dưa đến lại gấp nó vẫn là hai cái khác biệt dây thừng sẽ không dung hợp làm một cái muốn làm sao mới có thể dung hợp hay là cương phong căn bản không thể dung hợp đây là huyền đế lợi dụng cường đại thủ đoạn chế tạo ra huyến tượng sang giật trong đầu đều là nghi vấn hắn hồi tưởng lại phong hỏa kiếp nhìn thấy cương phong lại bác bỏ ý nghĩ này cương phong hoàn toàn chính xác dung hợp trong cơ thể ta giờ phút này còn có dung hợp cương phong năng lượng, đây là thật sự dung hợp, cũng không phải là huyến tượng. Dung hợp cương phong, Giang giật nghĩ tới đây, đột nhiên nội tâm khẽ động, đem kia chút hít dung hợp cương phong theo thứ 9 khỏa tinh thần triệu tập ra, để bọn chúng ở trong kinh mạch du tẩu, cẩn thận dò xét. Dò xét một trận, linh hồn hắn chấn động, hắn nghĩ tới một loại rất tốt biện pháp. Đã không biết làm sao dung hợp, cái kia có thể nếm thử phân giải, đem kia chút hít dung hợp cương phong phân giải, từ đó đẩy ngược ra cương phong dung hợp biện pháp. Nghĩ đến tự làm, Giang giật vội vàng mở to mắt, nhẹ nhàng đem doãn nhược băng trên đồng cỏ, sau đó đi bên cạnh cách đó không xa một cái trên núi nhỏ, cương phong quá nguy hiểm, vạn nhất hắn khống chế không nổi sẽ làm bị thương doãn nhược băng. Doãn nhược băng lần này là thật ngủ thiếp đi, cũng không có tỉnh lại, Giang giật tại bên ngoài hơn 10 trượng bên trong ngọn núi nhỏ nhìn thoáng qua, nơi xa có quắp tại dưới cây ngủ yên doãn nhược băng. Lúc này mới yên tâm tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, chậm rãi phóng thích cương phong, nghĩ biện pháp đem cương phong phân giải. Suy suy, hắn vận chuyển ra một tia dung hợp cương phong, cái này cương phong bị hắn hấp thu tiến vào trong thân thể, liền là năng lượng của hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm khống chế, tâm hắn niệm khống chế cương phong chậm rãi phân giải, tách rời. Đáng tiếc cái này cương phong dung hợp quá chặt chẽ, giam dật nghĩ đến rất nhiều biện pháp đều không có cách nào đem hắn phân giải, cuối cùng hắn khai thác bại lộ thủ đoạn, cưỡng ép phân giải. Suy suy, Hắn lợi dụng mặt khác mấy sợi cương phong cưỡng ép công kích kia tia dung hợp cương phong cưỡng ép đưa nó xoắn nát đồng thời tâm niệm một mực khóa chặt cái này dung hợp cương phong điều tra bên trong huyền bí cái này để hắn kinh ngạc là cương phong bị đánh nát về sau bên trong lại là lít nha lít nhít vô số tiểu cương phong cũng cảm giác cái này một tia cương phong là vô số tiểu cương phong hợp lại mà thành tựa như một sợi tóc là bởi vô số toái tóc tạo thành nguyên lai là dạng này đã hiểu ta rốt cục đã hiểu phá rồi lại lập muốn để cương phong dung hợp nhất định phải đem cương phong hủy diệt biến thành thuần túy cương phong năng lượng lại để cho bọn chúng gây dựng lại tự động dung hợp ha 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 giang giật ngửa mặt lên trời cười như điên khốn hoặc hắn thật lâu vấn đề rốt cục giải quyết dễ dàng hắn lập tức thả ra rất nhiều cương phong sau đó để bọn chúng lẫn nhau công kích hóa thành vô số vỡ vụn năng lượng lập tức hắn vận chuyển vô danh công pháp nhanh chóng hấp thu chuyện thần kỳ phát sinh những cái kia cương phong toái năng lượng tiến vào kinh mạch tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần về sau bắt đầu tự động dung hợp, trở thành từng sợi hoàn mỹ dung hợp cương phong, phá rồi lại lập. Tốt, giang giật linh hồn bên trong đều là phấn chấn, liên tục không ngừng phóng thích cương phong, nhanh chóng để cương phong lẫn nhau công kích, hóa thành vỡ vụn năng lượng, cuối cùng hấp thu đi vào, tiếp theo hoàn mỹ dung hợp. a à, bên kia doãn nhược băng bị giật mình tỉnh lại, nhìn thấy giang giật trên mặt đều là kích động, cảm ứng được bên cạnh hắn không gian có chút ba động, nàng đôi mắt đẹp thoáng cái sáng lên, Giang giật xem ra là có rất lớn đột phá, nếu không sẽ không như thế không bình tĩnh. Quả nhiên là bất thế kỳ tài, cái này đột phá tốc độ quá nhanh quá nhanh, như hắn sinh ra ở cửu đế gia tộc, giờ phút này đoán chừng ít nhất đều là 6 thất tinh cường giả, thậm chí bát tinh cường giả đều không phải là mộng tưởng. Doãn nhược băng mỉm cười, vì mình nam nhân làm kiêu ngạo, dựa vào gia tộc nội tình tăng lên đi lên tuyệt thế thiên tài, tại doãn nhược băng xem ra cũng không phải là thiên tài, giống như Giang giật loại này dựa vào chính mình, một người một đao giết ra tới mới là thật anh hùng. Giang giật dung hợp rất nhanh, bởi vì căn bản không cần chính hắn dung hợp, tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần sau cương phong tự động dung hợp. Hắn chỉ cần liên tục không ngừng đem cương phong vận chuyển ra, sau đó để bọn chúng lẫn nhau công kích, hóa thành vỡ vụn năng lượng hấp thu vào là đủ. Hắn tựa như một đài tuần hoàn máy móc, thứ 9 khỏa tinh thần bên trong cương phong năng lượng không ngừng giảm bớt, không ngừng bị dung hợp hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong cương phong năng lượng rất nhiều, nhưng cũng vẻn vẹn hao tốn hơn một ngày thời gian liền đem toàn bộ cương phong năng lượng dung hợp. Thứ 9 khỏa tinh thần bên trong cương phong năng lượng cũng thiếu hơn phân nửa, bất quá giang giật không có nửa điểm để ý, như vậy khắc tinh thần bên trong cương phong năng lượng cũng đầy đủ hắn dùng tới mấy tháng, đại lục bên ngoài không chung có là cương phong, sử dụng hết lại hấp thu chính là. Suy suy, lại cuối cùng một tia cương phong dung hợp về sau, giang giật cười to phi thân lên, một tay phái ra cương phong, lại dùng cương phong tiếp tục dung hợp thành cương phong chi nhận hung hăng hướng xa xa một tòa thạch phong bổ tới hắn cương phong chi nhận cùng cương phong hoàn mỹ dung hợp khác biệt chỉ là giống như dây gai dây dưa cùng một chỗ sở dĩ cương phong mặc dù hoàn mỹ dung hợp đồng dạng có thể ngưng tụ cương phong chi nhận cũng không xung đột suy không có bạo tạc chỉ có một đạo rất nhỏ xé rách âm thanh thạch phong bị chặn ngang chặt đứt không có một tia trở ngại cương phong năng lượng cũng không có tiêu hao quá nhiều kia to lớn thạch phong rất nhanh nghiêng sụp đổ thẻ thức dậy mặt chấn động, bụi đất tung bay. Như băng, nghỉ ngơi tốt sao? Giang giật vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía doãn nhược băng. Cái sau nhẹ gật đầu, trên thân màu xanh biếc chiến giáp hiển hiện, hiện xạ thần cung xuất hiện bay lên không hướng hắn bay tới. Đi, Giang giật tự tin hơn gấp trăm lần, có dung hợp cương phong, đột phá ác quỷ lính đối với hắn mà nói hẳn không có áp lực quá lớn, mà lại lực phòng ngự của hắn cũng có thể tăng lên rất nhiều, đoán trừng tà phi hủy diệt thiên luân công kích, cũng căn bản không phá nổi hắn cương phong thần thuẫn. Hưu, hai người như kiểu lưới kiếm sắc bén hướng sâu trong núi lớn phóng đi, vẻn vẹn bay hơn 10 dặm, nơi xa chỉ có một con mắt thần lằn tựu băng băng mà tới. Giang giật lần này đều không có phóng thích thần âm thiên ký, cũng không có phóng thích cương phong thần thuẫn, một mực tay nắm doãn nhược băng, chỉ là tiện tay vỗ, một đạo cương phong chi nhận ngưng tụ mà thành gào thét bay đi. Suy suy, độc nhãn thần lần bị chặn ngang chặt đứt, phi thường nhẹ nhóm, mà lại cương phong chi nhận là nhìn không thấy, sở dĩ cũng cảm giác giang giật tùy ý phất phất tay, xa xa cự đại yêu thú tựu bị phanh thây. Oa, doãn nhược băng kinh hô lên, vui sướng nói ra, giang giật, công kích của ngươi uy lực ít nhất lớn mấy lần a? À? Lực công kích của ngươi hẳn là ít nhất nhưng so sánh lục tinh cường giả. Ha ha, giang giật cười nhạt một cái nói, lục tinh không phải điểm cuối cùng, địch nhân của ta là cửu tinh, ta muốn đi đường còn rất dài, cũng chỉ có trở thành cửu tinh cường giả người phụ hoàng mới có thể tiếp nhận ta. Không đúng, ta xuất sinh tội đảo, cửu tinh giống như cũng không được, ta muốn đạt tới huyền đế năm đó thực lực, chân áp quần hùng, dạng này các ngươi doãn ra mới có thể chân chính tiếp nhận ta. Doãn nhược băng ngọt ngào nở nụ cười, trong mắt đẹp đều là quang mang, trùng điệp gật đầu nói, như băng rửa mắt mà đợi. chương 1116, Lan Tâm Huệ Chất Phá Sơn Chảm Yêu, Giang giật thế như trẻ tre, vẻn vẹn ba ngày thời gian hắn liền qua hơn 20 tòa đại sơn, Giờ phút này đã qua thứ 48 tòa đại sơn, chỉ cần thông qua cuối cùng một tòa đại sơn liền có thể đến giã quỷ thôn, tiến vào cửa thứ năm Nghỉ ngơi một chút, mặc dù ba ngày qua này, doãn nhược băng gần như không có động thủ, nhưng vừa rồi tòa kia đại sơn yêu hoàng đã mạnh phi thường, cuối cùng một tòa đại sơn khẳng định càng thêm khó khăn, sở dĩ giang giật vẫn là quyết định nghỉ ngơi mấy canh giờ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hai tòa đại sơn ở giữa gần như không có nguy hiểm, giang giật cùng doãn nhược băng ôm nhau ngồi tại dưới một cây đại thụ, thổi không tính mát mẻ thanh phong, hai người ngược lại là rất hài lòng. Doãn nhược băng nhắm mắt lại ngồi tại giang giật trong ngực, một đôi ngọc thủ ôm giang giật cổ, khóe miệng cong lên một cái đường cong, nàng tựa như một cái mới biết yêu tiểu nữ hài, phi thường hưởng thụ cùng mình tình lang một chỗ thời gian. Như băng, đã chúng ta là người yêu, có một số việc ta không thể giấu giếm ngươi, kia là đối ngươi không tôn trọng. Giang giật nhẹ vỗ về doãn nhược băng như ngọc bả vai, cười khổ nói ra, kỳ thật ta còn có mấy nữ nhân, mà lại ta còn không thể từ bỏ các nàng, ngươi có thể hay không để ý a? À? Doãn Nhược Băng thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là khóe miệng nụ cười trở nên đắng chát, nàng không có ngẩng đầu chỉ là u u thở dài nói, phụ hoàng ta cũng có rất nhiều cái thê tử, gia gia của ta cũng thế, ta đường ca bọn hắn đều như thế. Ai, thế giới này a, à? nam tôn nữ ti, Như Băng đã sớm nhìn thấu, đàn ông các ngươi liền không có một cái tốt. Giang giật lúng túng sờ lên cái mũi, nhẹ giọng hỏi, ngươi không tức giận sao? sinh khí, doãn nhược băng ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn xem Giang giật nói, không có một cái nào nữ nhân muốn cùng những nữ nhân khác chia sẻ mình nam nhân, không có nữ nhân kia không muốn chính mình toàn tâm toàn ý đạt được nam nhân yêu, mặc dù ta từ nhỏ đã xem quen rồi, nhưng nếu như nói ta nội tâm không có biện pháp, kia là gạt người. Giang giật, ta chỉ có một điểm yêu cầu, cùng với ta thời điểm, người không thể nghĩ những nữ nhân khác. Ở ngay trước mặt ta, người cũng không thể cùng bất kỳ cô gái nào thông đồng, mắt của ta không thấy là chỉ toàn, nếu không ta tự xuất ra là nhi. Ừm, ta đáp ứng ngươi. Giang giật dùng sức đem Doãn Nhược Băng ôm lấy, nội tâm đối Doãn Nhược Băng yêu thích cũng nhiều mấy phần. Đây là một cái lan tâm huệ chất nữ tử, nàng linh lung ngọc tâm, biết rõ cái gì nên tranh, cái gì không nên tranh, cũng có tư tưởng của mình, sẽ không cùng còn lại nữ tử đồng dạng mù quáng theo, sẽ không giống một cái hoa si nữ mặc cho người định đoạt. Đây là một cái có tính cách nữ tử, dạng này nữ tử cũng dễ dàng nhất dẫn nam nhân yêu thương. Cùng Doãn Nhược Băng anh anh em em, Triển miên hai canh giờ, Giang giật lần nữa lên đường, lần này hắn không dám khinh thường, để doãn nhược băng võ trang đầy đủ theo sau lưng, chính mình thả ra cương phong thần thuẫn cương phong chi nhận, nguyễn kiếm nhấc trong tay, đầy mắt ngưng trọng. Chiêm chiếp, nơi xa một tòa thạch phong bên trên bay lên một đám hung cầm, đôi mắt toàn bộ như huyết nguyệt, lợi trảo như ngân câu, lông vũ như tên sắt, hình thể cũng không lớn khí tức cũng rất hãi nhiên, chủ yếu là số lượng nhiều lắm, liếc nhìn lại ít nhất có gần ngàn chỉ. Hiu 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 hung cầm không đợi giang giật công kích, tại ngàn trượng bên ngoài trên người vũ dực đều hóa thành đầy trời mũi tên mà đến, vạn tên cùng bắn, chàng diện kia phi thường khôi hoàng khí phách. Mà lại cái này vũ dực bên trên còn có nhàn nhạt u quang, vạn tiễn phóng tới tiếng xé gió càng là kinh khủng, nghe người kinh hồn bạt vía. Phanh phanh phanh, cùng lúc đó, dưới mặt đất một cơn chấn động, vô số to bằng chậu rửa mặt nhện phá đất mà lên, lít nha lít nhít như kiến tộc, những con nhện này đều có từng cái bụng thật to, tựa như người phụ nữ có thai, khóe miệng còn có chất lỏng màu xanh biếc, xem xét tự có kịch độc. Cửa này quả nhiên nguy hiểm, Giang giật âm thầm kinh hãi, nhìn thoáng qua sau lưng ngàn trượng doãn nhược băng, gặp cũng không có yêu thú khóa chặt nàng công kích sau yên tâm lại, thân thể ở giữa không trung tả đột hữu thiểm, thần âm thiên kỹ phóng thích, cương phong chi nhận cũng gào thét mà đi. Đồng thời tại cương phong chi nhận bay ra ngoài về sau, thả ra băng phong thiên lý, yêu thú nhiều lắm, bị bọn chúng tới gần tổng không phải chuyện tốt. Giang giật phán đoán rất chuẩn xác, bị những yêu vật này tới gần hoàn toàn chính xác rất phiền phức, hắn còn không có phóng thích băng phong thiên lý, phía dưới những con nhện kia nhao nhao phun ra đạo đạo tơ bạc, mà những này tơ bạc đụng phải giang giật cương phong thần thuẫn lại không có bị cắt đứt, ngược lại dính tại cương phong thần thuẫn phía trên, lập tức vô số nhện bay vụt mà đến, tại ở gần hắn cương phong thần thuẫn sau ầm ầm nổ tung. Phanh phanh phanh, tựa như vô số túi thuốc nổ ở bên người nổ tung, giang giật phụ cận không gian không ngừng bị bóp méo, không ngừng bị xé nứt cương phong thần thuẫn năng lượng nhanh chóng bị tiêu hao, chỉ là một cái nháy mắt thời gian tự có mấy trăm con nhện bay tới bạo liệt, giang giật cương phong thần thuẫn bên trong năng lượng cũng tiêu hao một nửa. Kinh khủng, băng phong thiên lý, giang giật nội tâm hoảng hốt, băng phong thiên lý rốt cục ngưng tụ thành công, một cỗ hàn lưu theo trong thân thể của hắn hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, bốn phía trong nháy mắt bị đông cứng, tự liền nơi xa doãn nhược băng cũng hóa thành băng điêu. Cũng may doãn nhược băng bên ngoài cơ thể có một kiện cổ khí linh lung chiến giáp, thân thể cùng linh hồn cũng không nhận được rất đại thương hại. Suy suy, Giang giật cương phong chi nhận bay múa, không có đi quản bầu trời phi cầm, mà là trước đem dưới mặt đất lít nha lít nhít nhện rảo sát, những này bụng lớn nhện quá kinh khủng, như cho chúng nó tiếp tục công kích xuống dưới, thân thể của hắn cũng phải bị nổ thành mảnh vỡ. Như băng, người lại lui ra phía sau một chút, của ta băng phong thiên lý đóng băng rất không ít chịu. Giang giật quay đầu quát khẽ, doãn nhược băng lại cười nhạt một cái nói, không có việc gì, người không cần phải để ý đến ta, ta còn không có yếu ớt như vậy. Giang giật nhẹ gật đầu không còn nói nhảm, một bên thanh lý phụ cận yêu thú, một bên không ngừng phóng thích băng phong thiên lý, nhanh chóng hướng sâu trong núi lớn phóng đi. Doãn nhược băng linh lung giáp quang mang lóe lên, trên người băng cứng vỡ vụn, nàng nhanh chóng đuổi theo giang giật, bất quá trong mắt vẫn còn có chút thống khổ, vừa rồi loại kia hàn khí quá kinh khủng, bị đông lại phi thường không thoải mái. Nàng tận lực đem khoảng cách kéo xa một chút, cũng không dám rời đi quá xa, bởi vì tòa này đại sơn quá kinh khủng, như loại kia nhện ở trên người nàng bạo tạc, nàng linh lung giáp không biết có thể ngăn cản bao nhiêu lần bạo tạc. Giang giật một đường hướng phía trước bão tác, đem sở hữu yêu thú lực chú ý hấp dẫn, Doãn Nhược băng theo ở phía sau rất an nhàn, duy nhất không thoải mái liền là Giang giật vì đánh giết yêu thú, không thể không phóng thích băng phong thiên lý. Hai nén hương thời gian, đối với Doãn Nhược băng tới nói vô cùng dài, tựa như qua mấy năm. Nàng bị đông cứng mấy chục lần nàng cũng biết Giang Giật vì sao trước đó không có phóng thích loại thần thông này đánh giết yêu thú, bị đông cứng tư vị quá khó tiếp thu rồi. Phía trước xuất hiện một cỗ khí tức cường đại, cái này một tòa đại sơn yêu hoàng rốt cuộc xuất hiện, doãn nhược băng xa xa nhìn thoáng qua, cũng cảm giác buồn nôn cùng run sợ. Kia là một cái to lớn mà xấu xí nhện, thân cao đạt tới hơn 20 trượng, tựa như như một tòa núi nhỏ, nó to lớn miệng bên trong đều là mặc lục chất lỏng, con mắt có 12 con, dài đến mấy trượng màu đen chân dài bên trên đều là lít nha lít nhít lông dài bụng của nó đồng dạng phi thường lớn mà lại trong miệng đang không ngừng phun ra nhện con dưới mặt đất liên tục không ngừng toát ra nhện đúng là nó phun ra giang giật đôi mắt băng lãnh như thiết nội tâm dị thường ngưng trọng tử thể giống như này kinh khủng mẫu thể giống như bạo tạc hắn có thể gánh vác được như băng lui ra phía sau mười dặm bảo vệ tốt chính mình hắn trước tiên kịp phản ứng thanh sắc câu lệ quát khẽ một tiếng không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống Doãn nhược băng mặc dù muốn lưu lại, nhưng vẫn là không dám ngỗ nghịch giang giật ý tứ, cái này nam nhân lúc ôn nhu có thể đưa nàng hóa, bá đạo nhưng không để một tia chất vấn. chương 1117, đánh cược, hưu, doãn nhược băng nhanh chóng lui ra phía sau, có giang giật tại phía trước cản trở ngược lại là không có quá nhiều nhện công kích hắn, chỉ có một ít phi cầm hướng nàng bắn ra thiết vũ, nàng không ngừng tránh né dùng xạ thần cung đánh trả, ngược lại là miễn cưỡng có thể ứng phó. Chanh Chanh, giang giật thả ra thần âm thiên kỹ, xa như vậy chỗ chiếm cứ tại trên núi nhỏ to lớn nhện phun ra nhện con tốc độ một trận thân tử không lúc rung động nhưng nó không hề động tiếp tục phun ra nhện con mà lại những cái kia nhện con không có tiếp tục công kích giang giật mà là nhao nhao chui xuống dưới đất biến mất không thấy càng như vậy giang giật càng cảm giác kinh khủng cái này yêu hoàng rõ ràng là muốn ấp ủ một lần cường đại công kích như hắn còn không hành động cuối cùng sẽ thịt nát xương tan ngẫm lại mấy vạn nhện cùng một chỗ bạo tạc tràng diệt giang giật không rét mà run trong mắt của hắn hàn quang lóe lên một cái tay múa phóng thích băng phong thiên lý đồng thời thần âm thiên kỹ tiếp tục phóng thích ảnh hưởng yêu hoàng thân thể của hắn cũng bằng nhanh nhất đứng trang nghiêm hướng chi chu vương phóng đi Khặc khặc, chi chu vương trong miệng phát ra một tiếng kinh khủng tiếng cười 12 con trong đôi mắt cũng đều là đùa cợt rất nhân tính hóa nó nhìn thấy giang giật bay tới không chỉ có không chút hoang mang ngược lại thân thể không hề động qua một tia ngàn trượng 500 trượng 300 trượng càng đến gần chi chu vương Giang giật nội tâm báo động càng dày đặc, nội tâm của hắn có loại trực giác, như hắn dám tiếp tục tới gần hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không biết nguy hiểm bắt nguồn từ nơi nào, nhưng hắn bản năng muốn ngừng xuống tới, bởi vì hắn không muốn chết. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, liều mạng, Giang giật bạo giống một tiếng, đến loại tình huống này hắn đã không đường có thể lui, không đánh giết cái này yêu hoàng hắn liền đi không được cũng giã quỷ thôn, lại nói giờ phút này lui cũng không kịp, hoặc là đánh giết yêu hoàng, hoặc là chết cương phong chi nhận, băng phong thiên lý, thần âm thiên ký Hắn đôi mắt huyết hồng, tóc đỏ bay múa, nghiêm nghị bạo giống, mười chuôi cương phong chi nhận gào thét mà đi, đột nhiên hướng yêu hoàng quấn giết tới. Tại thời khắc này, chỉ chù vương cũng rốt cuộc động, nó miệng rộng vỡ ra, không còn phun ra nhện con mà là bắn ra vô tận tơ nhiệt. phô thiên cái địa đều là, hướng giang giật điên cuồng phóng tới, thoáng cái đem phương viên trăm trượng không gian đều bao phủ đi vào, cũng đem giang giật tươi sống cho vây ở bên trong. Phanh phanh phanh, phía dưới mặt đất tầng tầng bạo liệt ít nhất có mấy vạn con nhện con bắn ra những cái kia nhện con thế mà có thể tại mạng nhện bên trong nhẹ nhóm hành tẩu hướng giang giật biên cuồng phóng tới chết sống còn thời khắc giang giật cái gì đều không quan tâm nội tâm của hắn chỉ có một cái chấp niệm cái kia chính là đánh giết chi chu vương về phần mình có thể hay không chết hắn đã không thèm đếm xỉa không thành công tiện thành nhân băng phong thiên lý phóng thích sớm căn bản không có cách nào đóng băng dưới mặt đất nhện con thần âm thiên kỹ đối với mấy cái này nhện con cũng không có nửa điểm hiệu quả. Cương phong chi nhận ngược lại là bay qua đem chi chu vương thân thể khổng lồ xoắn ra từng cái huyết động. Đáng tiếc con nhện này vương sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, cũng tựa hồ không có trái tim cùng linh hồn, thế mà không có chết đi. Vù vù, giang giật mi tâm một cây thất thải hồn thương bay ra, hóa thành một đạo hồng quang hướng yêu hoàng vọt tới. Thất thải hồn thương là linh hồn công kích, nhẹ nhóm có thể mặc qua mạng nhiệt. thất thải hồn thương tốc độ cũng nhanh, vấn đề duy nhất ở chỗ giang giật thần thức không thể dò xét không biết chi chu vương linh hồn ở đâu phanh 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 rất nhiều nhện con đã vào tới tại giang giật bên người bắt đầu bảo tạc bên cạnh hắn không gian từng mảnh từng mảnh bị xé nứt không gian vặn vẹo lực cùng bảo tạc lực trùng kích không ngừng tiêu hao hắn cương phong thần thuẫn năng lượng thân thể của hắn bị tạc đến ngã trái ngã phải trên không trung lăn lộn chết 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 hắn nổi giận đại hống hoàn toàn không để ý tới những cái kia nhện con tâm niệm khống chế thất thải hồn thương bắn thẳng đến chi chu vương 12 con con mắt. Hắn muốn cược một cái, cược cái này 12 con con mắt có chi chu vương linh hồn chỗ, là chi chu vương trí mạng địa phương. Hiu 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 hiu, phanh phanh phanh, thất thải hồn thương xuất vào chi chu vương một con mắt bên trong, giang giật bên này bạo tạc càng thêm hung ác, hắn cương phong thần thuẫn sẽ bạo liệt. Xuy suy, thất thải hồn thương tốc độ rất nhanh, thoáng cái xuyên thấu ba con mắt, hồn thương chỗ qua về sau, kia con mắt cũng mở đi nhưng chi chu vương cũng không có quá lớn phản ứng ngược lại còn lại trong ánh mắt đều là đùa cợt để giang giật vào thời khắc ấy cảm thấy mình cảm ứng sai con mắt này căn bản cũng không phải là chi chu vương chỗ trí mạng mặc kệ giang giật này sinh ác độc tiếp tục khống chế thất thải hồn thương điên cuồng hướng chi chu vương từng cái con mắt đi ba con bốn cái năm con 10 con thành công tại đánh tan chi chu vương 10 con con mắt về sau giang giật thông qua thất thải hồn thương cảm ứng được chi chu vương thân thể rung động kịch liệt còn lại hai tròng mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, phía dưới nhện con vào tới tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Phanh phanh phanh, phanh Giang Giật Cương phong thần thuấn rốt cục bạo liệt, cùng lúc đó Chi Chu Vương 12 con chồng mắt cũng bạo liệt, trong khoảnh khắc đó tất cả nhện con đồng thời run lên rơi xuống, Chi Chu Vương thân thể hóa thành một đống thịt nhão, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phốc, Giang Giật toàn thân bị tạc huyết nhục mơ hồ, mặc dù tại Cương phong thần thuẫn bạo liệt một khắc này, hắn bằng nhanh nhất tốc độ ngưng tụ một cái thần thuẫn, nhưng này thần thuấn quá bạc nhược, thoáng cái tựu bị tạc rách ra, nếu không phải tới gần hắn nhện con không nhiều, giờ phút này hắn đã một mệnh ô hô. Ha ha ha, hắn thân thể bị nện vào một cái trong hốc núi, toàn thân đều không động được, toàn thân đều là huyết, nhưng hắn lại như một người điên cười ha ha, trong mắt đều là khoái ý. Loại kia dùng mệnh đi đánh bà cảm giác quá kích thích, thắng về sau vui sướng không lời nào có thể diễn tả được, có lẽ hắn vốn chính là một người điên. Giang giật, doãn nhược băng bay vụt mà đến, nhìn qua trên thân không có một khối thịt ngon, cả người xương cốt bị tạc đoạn giang giật đau lòng đến nước mắt chảy dọc nàng xạ thần cung không muốn mạng bắn ra đem phương viên vài dặm phi cầm toàn bộ đánh giết lúc này mới ôm giang giật chiều chính quỷ thôn nhanh chóng hướng về đi đừng khóc ta giang giật có chín đầu mệnh không chết được giang giật nhếch miệng cười một tiếng lại so với khóc còn khó nhìn hơn hắn nhìn thấy nơi xa một cái trong thôn một cái cửa đá tản mát ra ánh sáng yếu ớt mũi nhọn hài lòng nhắm mắt lại đã ngủ say đến giờ phút này còn không có bất luận cái gì gợi ý huyền thần cung bị người thu hoạch, điều này nói rõ chiến thiên lôi kiếm vô ảnh bọn người còn không có thành công, sở dĩ hắn còn có cơ hội. Lấy không được lưu ly tháp, hắn cũng muốn liều mạng đi tranh một chuyến huyền thần cung, đây chính là thiên hạ đệ nhất trí bảo. Giang giật, doãn nhược băng đem giang giật để dưới đất, cho hắn phục hai cái cấp cao nhất đan dược, nhẹ vỗ về hắn đều là huyết mặt. Tiên huyết theo giang giật thân thể nhuộm đỏ doãn nhược băng linh lung giáp, để nàng một đôi xinh đẹp chân trần bên trên đều là vết máu loang lổ, nhưng nàng nhưng không có nửa điểm quan tâm. Ông, vào thời khắc này, dị biến lại phát sinh, không chung một đạo bạch quang lấp lánh mà ra bắn thẳng đến giang giật, đem hắn cùng doãn nhược băng thân thể bao phủ đi vào, để doãn nhược băng khiếp sợ sự tình phát sinh. Giang giật thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, xương cốt bắt đầu khép lại, hô hấp cũng dần dần trở nên bình ổn, vẻn vẹn thời gian một nén nhang trên người hắn càng lại cũng không có bất kỳ cái gì thương thế để doãn nhược băng càng khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau, bạch quang bao phủ xuống giang giật cùng nàng lại đột nhiên hướng giữa không trung bay đi, nàng cảm giác một cỗ cự lực bao phủ các nàng, để bọn hắn căn bản không động được. Cái này, cái này, giang giật, doãn nhược băng bị dọa mộng, nhất thời phản ứng không kịp, chờ nàng tình ngộ hậu thân con đã cùng giang giật bay vào khe hở bên trong, bốn phía trở nên đen kịt một màu. dã quỷ ngoài thôn khe hở cũng chậm rãi khép lại, khắp nơi bình tĩnh lại chương 1118, tàn khốc quy tắc. Không chỉ là giang giật cùng doãn nhược băng, trên thực tế dị biến có rất nhiều chỗ địa phương đều đang phát sinh. Địa ngục cấp cửa ải còn hồn nhai bên trong, chiến thiên lôi lao nhanh thân hình đột nhiên ngừng lại. Hắn phát hiện bầu trời vỡ ra, một cỗ cự lực bao phủ hắn, đem hắn thân thể hướng không chung kéo đi. Hắn lập tức cuồng hỉ không thôi, bởi vì hắn đã đến cửa thứ năm cuối cùng, phía trước cách đó không xa liền là lối ra, giờ phút này xuất hiện dị biến đại biểu cái gì kia đại biểu huyền thần cung sẽ là hắn. Nhưng mà, hắn thân thể bị hút vào trong bóng tối về sau, hắn lại phát hiện trước mắt bạch quang lóe lên, hắn đi tới một cái trong đại điện, mà lại đại điện một bên khác còn có hai người. Y thiên, kiếm vô ảnh các nàng vì sao ra nơi này. Chiến thiên lôi mừng như điên nội tâm trầm xuống, đối diện kiếm vô ảnh cùng y thiền cũng đầy mắt kinh ngạc, hai người đã xông qua cửa thứ bảy, sẽ đột phá cửa thứ tám, hai người vốn cũng coi là muốn lấy được huyền thần cung, lại không nghĩ rằng được đưa tới nơi này còn chứng kiến chiến thiên lôi càng làm cho ba người kinh ngạc là nơi này tựa hồ có một cỗ vô hình ma lực ba người nguyên lực lại không thể vận chuyển thần thức cũng không thể dò xét nguyên lực không thể vận hành lời nói binh khí của các nàng không phát huy được tác dụng thần thuẫn không thể ngưng tụ ẩn vào thân thể chiến giáp không thể hiển lộ ra phòng ngự tình huống như thế nào chiến thiên lôi không dám loạn động vừa mới tại còn hồn nhai bên trong đều là cấm chế nơi này mặc dù nhìn rất an toàn nhưng người nào biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì ánh mắt của hắn chậm rãi ở trong đại điện chuyển động, tinh tế dò xét. Đại điện rất trống trải, không có cái gì, nơi này càng giống một cái diễn võ trường, y thiền cùng kiếm vô ảnh quan sát một trận, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Người trẻ tuổi, đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, tại cái này tính gì đại điện bên trong lộ ra phá lệ đột ngột, dọa đến ba người đôi mắt co rụt lại. Cũng may ba người tâm tính xem như không tệ, lập tức tỉnh mộ lại, đôi mắt cũng đồng thời sáng lên huyền thần cung bên trong không có người ngoài, chỉ có một cái thủ hộ giả, mà cái này thủ hộ giả ngao lư đã về tới vô tận biển sâu, sở dĩ thanh âm này rất có thể là huyền thần cung chủ nhân, ba người cũng nghe đến thanh âm này phá lệ hùng hậu, có được một cỗ thần kỳ lực lượng, làm cho lòng người sinh cung bái. Bịch, ba người đều không có chút gì do dự, bất luận như thế nào, huyền đế là cả nhân loại anh hùng, là võ đạo cường giả tối đỉnh đáng giá các nàng cúi đầu, ba người một gối quỳ xuống thật sâu cong xuống. Ta là huyền đế, bất quá đây là bản đế lưu tại huyền thần cung bên trong một lũ thần hồn, chúc mừng các ngươi thông qua khảo nghiệm đến nơi này. Các ngươi chỉ còn lại một bước cuối cùng liền có thể đạt được bản đế huyền thần cung, còn có bản đế lưu tại huyền thần cung bên trong hai kiện trí bảo. Thanh âm tiếp tục truyền đến, để trong ba người tâm chấn động, tụ liền y thiền đều hô hấp có chút rồn rập. Nàng từ nhỏ đi theo Phật đế học thiền, rất nhiều năm trước tụ không lấy vật vui, không lấy mình buồn, tâm nhạt như nước. Nhưng nàng vẫn là một người trẻ tuổi, vẫn là một người, Nàng không phải thánh nhân, có thể được đến Huyền Thần cung, y gia hội thu hoạch rất nhiều, nàng tuyệt đối sẽ cố gắng tranh đoạt. Mà lại mỗi một cái võ giả đối với Huyền Đế nói tới kia hai kiện bảo vật đều vô cùng khát vọng, phát đến nội tâm khát vọng. Ba người không người nào dám nói chuyện, ngừng thở chờ đợi Huyền Đế tiếp tục kể rõ. Mặc dù đây là Huyền Đế một lũ thần hồn, cũng không có ý thức, nhưng ba người vẫn là sợ chọc giận tới Huyền Đế, đã mất đi cơ hội này. Quy tắc rất đơn giản, Huyền đế thanh âm nhàn nhạt truyền đến, bản đế lưu lại trí bảo chỉ có thể một người kế thừa, sở dĩ các ngươi chỉ có một người có thể còn sống. Hoặc là giết chết đối phương đạt được bảo vật, giống như không động thủ sẽ bị bản đế cấm chế oanh sát, các ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Bản đế người thừa kế nhất định phải giết chóc quả quyết, dạng này mới có thể thay thay bản đế chân áp vạn yêu, thủ hộ nhân tộc, mười hơi thời gian sau bắt đầu quyết đấu. Oanh, tựa như một đạo kinh lôi lóe sáng tại ba người trong đầu, chiến thiên lôi cùng kiếm vô ảnh y thiền đều mộng. Ba người đều là cửu đế con em của gia tộc, nếu là bình thường cãi nhau ầm ý, tranh phong đấu khí coi như xong, nhưng thật muốn để bọn hắn chém giết cửu đế gia tộc tử đệ, ai cũng lại có ta kiêng kỳ. Các tộc tộc quy viết phi thường tinh tường, ai dám đánh giết cửu đế gia tộc tử đệ, giết chết bất luận tội. Bất quá, chiến thiên lôi cùng kiếm vô ảnh con người rất nhanh lạnh xuống, bất kỳ cái gì tộc quy cùng huyền thần cung cùng kia hai kiện trí bảo so sánh đều không có ý nghĩa, huống chi huyền đế nói đến rất rõ ràng, không động thủ sẽ bị cấm chế oanh sát, không giết người vậy liền sẽ bị giết ai cũng không muốn chết chiến thiên lôi cùng kiếm vô ảnh trước tiên đứng lên để phòng nhìn qua hai người khác y thiền cũng đứng lên trong mắt lại lộ ra một tia tâm tình rất phức tạp nàng không phải hiếu sát lục người để nàng đánh giết yêu tộc có lẽ nàng không có nửa điểm do dự nhưng đánh giết nhân tộc vẫn là giết cửu đế gia tộc tử đệ nàng có chút không hạ thủ được nội tâm của nàng cũng không muốn vì một chút ngoại vật cùng người quyết tử đấu tranh y thiền chúng ta liên hợp lại làm chiến thiên lôi nếu không chúng ta đều sẽ chết kiếm vô ảnh truyền âm đến chiến thiên lôi là bán thần nơi này mặc dù hạn chế nguyên lực thần thức đạo văn khẳng định cũng không thể phóng thích chỉ có thể dựa vào vật lộn nhưng không nên quên chiến thiên lôi thân thể đến cỡ nào cường đại kiếm vô ảnh tự nhiên hy vọng cùng y thiền liên hợp giết chết chiến thiên lôi lại cuối cùng nhất quyết thắng bại hưu bên kia chiến thiên lôi đã động thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lao đến hắn trước hết nhất mục tiêu đúng là y thiền mà không phải kiếm vô ảnh y thiền trong mắt vẫn là không có nửa điểm sát ý nàng chân sau một điểm hướng về sau mặt thối lui bình tĩnh nói ra hai người các ngươi phân thắng bại đi cái này huyền thần cung ta từ bỏ nếu muốn oanh sát ta ta cũng nhận kiếm vô ảnh nhìn thấy chiến thiên lôi ánh mắt lạnh lùng thoáng cái khóa chặt hắn trong mắt ngoan sắc lóe lên trong tay câu hồn sáo dương lên quát lạnh nói chiến thiên lôi mặc dù thân thể ngươi mạnh ta cũng không thể vận dụng nguyên lực nhưng coi như dùng miệng thổi ta cũng có thể diệt ngươi vậy ngươi tự thử một chút Chiến thiên lôi cười lạnh một tiếng, thân thể chuyển hướng hướng kiếm vô ảnh vào tới, y thiền đã không động thủ, kia huyền đế cấm chế tự nhiên sẽ oanh sát nàng, cũng không cần chiến thiên lôi động thủ. Giết, kiếm vô ảnh không có thổi câu hồn sáo, chiến thiên lôi có thần phách, nó thần âm thiên kỹ đối với hắn không có hiệu quả. Trong tay hắn lộ ra một cái ám hắc sắc móc sắt, phía trên u quang lấp lánh, rõ ràng có kịch độc, hắn sát khí nghiêm nghị cười nói, chiến thiên lôi, ta cái này thì huyết câu có minh độc, người chỉ cần cho ta vạch phá một tia làn da, người hẳn phải chết không nghi ngờ, người chuẩn bị chịu chết đi. Thảm liệt vật lộn bắt đầu, đến cùng ai sống ai chết, ai cũng không biết. Y thiền thối lui đến góc tường, nhắm mắt lại, một mặt bình tĩnh, tựa hồ chuẩn bị chờ chết. Bản đế lưu lại trí bảo chỉ có thể một người kế thừa, sở dĩ các ngươi chỉ có một người có thể còn sống. Hoặc là giết chết đối phương đạt được bảo vật, hoặc là không động thủ bị bản đế cấm chế oanh sát, các ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Cùng lúc đó, một cái khác đại điện bên trong, Giang giật cùng Doãn Nhược Băng cũng nghe đến lời nói tương tự. Giang giật khi tiến vào đại điện sau đột nhiên tỉnh lại, còn tại tỉnh tỉnh mê mê bên trong, liền nghe đến huyền đế lời nói. Oanh, thanh âm này vang lên về sau, hai người đều tựa như trong đầu lóe sáng một đạo phích lịch, hai người trong con ngươi đều là hoảng sợ, thậm chí huyền đế câu nói kế tiếp, hai người đều tựa như không có nghe được. Thời gian tại thời khắc này ngưng tụ, Doãn Nhược Băng trên mặt lộ ra một tia thống khổ cùng tuyệt vọng, giang giật trong con ngươi đều là nổi giận, hắn cuồng loạn bạo hống, huyền đế, chúng ta không muốn huyền thần cung, chúng ta rời khỏi cạnh tranh. Đáng tiếc huyền đế không có bất kỳ cái gì đáp lời, giang giật lời nói ở trong đại điện quanh quẩn không ngớt, thật lâu không ngừng. Ba hơi, năm hơi, mười hơi, mười hơi thời gian thoáng cái liền đi qua, đại điện đỉnh chóp quang mang lấp lánh, một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra, tựa hồ một giây sau huyền thần cung cấm chế liền muốn oanh sát hai người. Hưu, giờ khắc này, Giang giật cùng Doãn Nhược Băng đồng thời động, Doãn Nhược Băng theo tay áo lấy ra một cái nho nhỏ màu đỏ dao gam, mà Giang giật bàn tay hóa thành cổ tay chặt, đột nhiên hướng Doãn Nhược Băng bổ tới. Chương 1119, sai. Giang giật cùng Doãn Nhược Băng không biết vì sao các nàng vẻn vẹn xông qua ác quỷ lính, lại đột nhiên bị truyền tống lại tới đây, bọn hắn cũng không biết Huyền Đế vì sao muốn dạng này khảo nghiệm. Nhưng các nàng biết rõ Huyền Đế sẽ không đùa giỡn, trên đỉnh đầu cấm chế lấp lánh, loại trí mạng đó nguy hiểm đang nhắc nhở hai người, nếu không động hai người sẽ bị trực tiếp oanh sát. Sống còn thời khắc, hai người cũng không có thời gian đi cân nhắc nhiều lắm, đồng loạt động. Hai người cũng không có đi giết chết đối phương, mà là đồng thời lựa chọn đi bảo hộ đối phương. Doãn nhược băng cầm tiểu đao đi trên cổ mình xóa đi, đã muốn chỉ có thể một người sống, nàng chỉ có hy sinh chính mình, thành toàn giang giật. Giang giật cũng là nghĩ như vậy, hắn thiếu doãn nhược băng quá nhiều, như thế trước mắt hắn cái gì đều không nghĩ, trực tiếp muốn đem đối phương đánh ngất xỉu, sau đó một người đi chết. Ở chỗ này nguyên lực không động được, sở hữu hai người chỉ có thể dựa vào thân thể tốc độ, kết quả không cần hoài nghi, Giang giật tốc độ phản ứng cùng tốc độ công kích so doãn nhược băng nhanh hơn. ầm um, một đạo một ngạt thanh âm vang lên, doãn nhược băng sau đầu bị đánh thoáng cái, đầu tê dần trực tiếp ngất đi. Nàng hôn mê trước trong đôi mắt đều là hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tựa hồ rất rõ ràng Giang giật muốn làm gì. Như băng, đáp ứng ta, hảo hảo sống sót. Giang giật đưa tay nắm qua doãn nhược băng tiểu đao trong tay, mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn qua nàng. Hắn đưa nàng nhanh chóng để dưới đất, sau đó nhập thân vào miệng nàng trên môi ôn nhu hôn thoáng cái, lúc này mới mỉm cười nhắm mắt lại, ngồi thẳng lên hung hăng dùng tiểu đao hung hăng đối với mình đầu bổ tới. Hưu, tiểu đao tốc độ thật nhanh, không chút do so dự nghi dừng lại, dị thường quả quyết, Giang giật tại thời khắc này cũng không muốn bất cứ chuyện gì, chỉ là một lòng muốn cho cái này yêu thích nữ tử sống sót. Nơi này chỉ có thể công việc của một người, sở dĩ hắn chết doãn nhược băng liền có thể sống ầm um, tiểu đao là ngụy thần khí dị thường sắc bén nhẹ nhõm đâm vào giang giật trong đầu đâm rách xương đầu đâm thẳng linh hồn mà đi nếu là linh hồn sụp đổ liền xem như thần cũng phải chết giang giật tại thời khắc này tựa hồ cũng không có cảm nhận được đau đớn ngược lại một mặt giải thoát hắn rất mệt mỏi rất muốn một mực nghỉ ngơi một chút đi oanh trên đỉnh đầu cấm chế quang mang một thịnh một đạo lôi quang bắn xuống đem giang giật bao phủ đi vào một cố kinh khủng uy áp cũng ẩm vang chấn áp mà xuống, càng đem ngất đi Doãn Nhược Băng tươi sống cho chấn tỉnh. Không, Doãn Nhược Băng sau khi tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy Giang Giật bị lôi điện bao phủ, trực tiếp hóa thành cho bụi tràng cảnh, lập tức dọa đến trên mặt không có một tiêu huyết sắc. Nàng cuồng loạn kêu to lên, Giang Giật, Giang Giật, không, người không thể chết. Chỉ là, toàn bộ đại điện trống giống, chỉ có Doãn Nhược Băng một người gào thét quanh quẩn không ngớt, Giang Giật tựa hồ bị oanh thành cặn bã liền xương cốt đều không có còn lại một tia. Oanh, một cái khác đại điện bên trong, đồng dạng diễn ra một màn này, trên trần nhà cấm chế lấp lánh, một đạo kinh khủng uy áp tràn ngập mà xuống, sau đó một đạo to lớn bạch quang đánh xuống, bao phủ y thiền. Chiến thiên lôi cùng kiếm vô ảnh còn tại liều chết chém giết, hai người đồng thời ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía y thiền, vừa vặn nhìn thấy kia kinh khủng lôi điện hướng y thiền đánh xuống. Lập tức y thiền thân thể hóa thành một đạo bạch quang, bị đánh cho không còn sót lại một chút cặn một tia, hai người cảm giác linh hồn thật sâu chấn động, cấm chế này quá kinh khủng, nhưng so sánh cửu tinh cường giả công kích A, đáng tiếc một đời tuyệt thế hồng nhan A. Y thiền từ đầu đến cuối cũng không có động, trong đôi mắt thần sắc cũng vô cùng bình tĩnh, tại một khắc cuối cùng đôi mắt đều không có bất kỳ cái gì ba động, nàng một mực là một cái rất có chủ kiến cùng nguyên tắc người, đã quyết định bất động, vậy liền chết cũng sẽ không động. Giết, chiến thiên lôi cùng kiếm vô ảnh dừng một hơi thời gian, lập tức kịp phản ứng, hai người tiếp tục liều giết. Chiến thiên lôi thân thể cường đại, nhưng kiếm vô ảnh trong tay có một thanh kịch độc móc, để chiến thiên lôi rất là cố kỵ, sở dĩ hai người đánh đến khó phân thắng bại, không bao giờ ngược lại là giết không chết đối phương. Kiếm vô ảnh đích thật là tuyệt thế thiên tài, hắn phi thường thông minh, hắn lợi dụng chính mình binh khí chi lợi, nhiều lần công kích đều là đồng quy vô tận đấu pháp, chiến thiên lôi nếu muốn kích thương hắn, tuyệt đối phải bị hắn móc đánh chúng. Cái này móc có kịch độc, chiến thiên lôi cũng không muốn cùng kiếm vô ảnh đồng quy vô tận, sở dĩ chỉ có thể từ bỏ rất nhiều lần cơ hội, Ha ha ha, chiến thiên lôi, người lão là né tránh làm gì bản công tử năm nay mới 15, người cũng 30, lớn hơn ta gấp đôi, vẫn là bán thần. Ngươi làm sao như vậy sợ chết các ngươi chiến ra con em đều là thứ hèn nhát sao? Kiếm vô ảnh không ngừng kích thích chiến thiên lôi, ý đồ lợi dụng phép khích tướng để chiến thiên lôi thẹn quá hóa giận, từ đó mất đi tỉnh táo. Chiến thiên lôi ngược lại là rất trầm ổn, căn bản không mắc mưu, cũng không có đem kiếm vô ảnh xem như tiểu hài xem, bất kỳ cái gì khinh thị địch nhân ý nghĩ đều là chí mạng, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi kiếm vô ảnh thế nhưng là một cái yêu nghiệt a. À. Không đúng, Chiến Thiên lôi thân thể hóa thành nguyễn ảnh ở trong đại điện một bên tránh né, một bên hướng Y Thiền phương hướng nhìn lại, hắn cái mũi lắc một cái lắc một cái cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì hắn không có nghe được bất luận cái gì mùi khét. Một người bị cường đại công kích oanh thành bột mịn, loại kia cường đại lực lượng phía dưới nhục thể sẽ bị nhiệt độ cao bao phủ, cũng sẽ có cháy khét hương vị giống như bị sét đánh nhưng đại điện bên trong không có bất kỳ cái gì mùi hơn nữa còn có một điểm coi như anh thành bột mịn ít nhất cũng phải có bột phấn mà y thiền chỗ địa phương không có bất kỳ cái gì bột phấn bản đế lưu lại trí bảo chỉ có thể một người kế thừa sở dĩ các ngươi chỉ có một người có thể còn sống hoặc là giết chết đối phương đạt được bảo vật giống như không động thủ sẽ bị bản đế cấm chế oanh sát các người chỉ có một con đường có thể đi bản đế người thừa kế nhất định phải giết cho quả quyết dạng này mới có thể thay thay bản đế chân áp vạn yêu, thủ hộ nhân tộc. Chiến thiên lôi nhớ tới huyền đế, càng thêm cảm giác không được bình thường, mặc dù câu nói này thoạt nhìn không có cái gì không đúng địa phương. Chân áp vạn yêu, thủ hộ nhân tộc, hoàn toàn chính xác nhất định phải giết chóc quả quyết mới có thể chân áp vạn yêu, nhưng chiến thiên lôi liên tưởng đến huyền đế cuộc đời sở tác sở vi, lại phát hiện câu nói này có vấn đề lớn. Huyền đế hoàn toàn chính xác một mực giết chóc quả quyết, hắn từ nhỏ đại lục đi tới, một đường đều nương theo lấy giết chóc, hắn giết yêu tộc chưa từng nương tay, một người cũng không biết chém giết bao nhiêu yêu tộc. Nhưng là giống như tinh tế đi nghiên cứu tính cách của hắn, kỳ thật hắn cũng không phải là hiếu sát người, mà lại. Hắn vẫn là một cái phi thường nhân từ đế vương, 13 gia tộc làm phản, hắn cũng không có chém tận giết tuyệt, chỉ là đem tộc trưởng diệt, đem 13 gia tộc người lưu vong đi tội đảo. Yêu tộc làm hại nhân gian, giết chết không biết bao nhiêu nhân tộc, nhưng cuối cùng hắn vẻn vẹn đem những cái kia đại yêu chu sát, đem yêu tộc đuổi ra khỏi đông hoàng đại lục còn như bỏ chạy huyết giả dạ hung hải hòa vô tận biển sâu này địa phương yêu tộc, hắn vốn có năng lực toàn bộ giết tuyệt, nhưng cuối cùng lại hạ thủ lưu tình. Cửu đế gia tộc đều có ghi chép, lúc ấy cửu đế tiên tổ thuyết phục huyền đế trảm thảo trừ căn, diệt sát tội đảo phản đồ, đem vô tận biển sâu yêu tộc cũng đánh giết sạch sẽ. Nhưng huyền đế chỉ là cười trừ, không nói lời nào. Đã huyền đế không dễ giết, đã hắn trạch tâm nhân hậu, kia lại vì sao để người thừa kế của hắn hiếu sát, để các vị người ứng cử chém giết lẫn nhau định ra tàn khốc như vậy quy tắc. Mà lại dùng huyền đế trí tuệ biết coi bói không ra, có thể đi vào hắn huyền thần cung cũng đều là cửu đế hậu nhân để cho mình bộ hạ hậu nhân vì mình lưu lại bảo vật liều chết chém giết đây là huyền đế phong cách sao. Thủ hộ nhân tộc thủ hộ nhân tộc, sai, chúng ta đều sai, kiếm vô ảnh khác đừng công kích, chúng ta đều lý giải sai huyền đế chân chính dụng ý. Chiến thiên lôi đột nhiên nghĩ thông suốt, hắn tức hồn hển giống to, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, khảo nghiệm đã có kết quả, còn giết cái giam A. Lần khảo nghiệm này chúng ta đều thất bại, y thiền đã qua đóng, huyền thần cung là nàng. Ách, kiếm vô ảnh dừng lại công kích, hắn theo chiến thiên lôi ánh mắt bên trong nhìn ra một chút manh mối, bản thân hắn cũng là tuyệt đỉnh người thông minh, ánh mắt hướng y thiền chỗ địa phương liếc mấy cái, sắc mặt cũng rất nhanh thay đổi. Hắn dừng lại công kích lui ra phía sau cùng chiến thiên lôi liếc nhau, lắc đầu cười khổ nói, chúng ta thực sự sai, khảo nghiệm chân chính là thủ hộ nhân tộc, mà không phải giết chóc quả quyết A, chân chính bất động người mới có thể thông qua khảo nghiệm. Cắt cắt chương 1120, nhà tranh, chiến thiên lôi cùng kiếm vô ảnh phán đoán không sai, bởi vì y thiền hoàn toàn chính xác không chết, giang giật cũng không chết. Không chỉ có không chết, giang giật trên đầu thương thế, tại thời khắc này cũng bị trị liệu 78 phần. Tại ác quỷ lính hắn tự được chữa trị một lần, lần kia cả người xương cốt đều bị đứt gãy cũng rất nhanh tự khôi phục giờ phút này một đao trong nháy mắt bị chữa khỏi cũng bình thường đây là cái nào y thiền giang giật cảm giác bạch quang lóe lên tiểu đao trong tay hóa thành bột mịn thương thế cũng khá lập tức đầy mắt kinh ngạc mà khi hắn hướng bên cạnh nhìn lại nhìn thấy một cái tóc tím mang theo quỷ vương mặt nạ nữ tử về sau càng thêm mơ hồ giang giật y thiền cũng kinh hô lên y thiền tại bị lôi điện oanh sát trước cũng không muốn thông huyền đế chân chính dụng ý nàng chỉ là đơn thuần chán ghét tranh đấu không muốn cùng cửu đế gia tộc tử đệ vì một chút ngoại vật tranh đến ngươi chết ta sống thôi không nghĩ tới nàng bị lôi điện đánh chúng lại bị truyền tống đến nơi này còn chứng kiến gian giật nguyên lai là dạng này y thiền cũng là một cái phi thường nữ tử thông minh trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi nàng rất nhanh nghĩ thông suốt nghĩ thông suốt huyền đế khảo nghiệm chân chính cùng dụng ý huyền đế không cần một cái phát rồ không có nhân tính thiên tài kế thừa chính mình đạo thống thủ hộ nhân tộc một cái vì bảo vật có thể đánh giết đồng bào người làm sao có thể thủ hộ nhân tộc Y thiền âm thầm may mắn Chính mình đánh bậy đánh bạ Lại không nghĩ rằng đến nơi này Bất quá nàng có chút không rõ Vì sao giang giật cũng có thể truyền tống tới đây Các nàng có hai người Chẳng lẽ lại huyền đế còn phải lại khảo nghiệm hai người một lần Nơi này lạnh quá ha Y thiền suy nghĩ rất nhanh bị bốn phía truyền đến lạnh ý hấp dẫn Nơi này là một cái băng tuyết thế giới Đầy trời phong tuyết Nơi xa còn có một cái băng hồ Bầu trời tung bay tuyết lông ngống ở chỗ này nàng cũng phát hiện căn bản là không có cách vận chuyển nguyên lực, không cách nào phóng thích thần thức, sở dĩ cũng liền không cách nào chống cự giá lạnh. Mà lại nhiệt độ của nơi này cũng tựa hồ quá thấp một chút, nàng khoảng chừng cái này ngây người hai hơi thời gian, cũng cảm giác thân thể đều sắp bị đông cứng. Giang giật cũng phát hiện, nơi này so tuyết vực lạnh nhiều. Hắn đôi mắt nhất chuyển, không dám nói lung tung, chỉ là ánh mắt cùng y thiền nhìn nhau vài lần, yên lặng chờ đợi, chờ đợi huyền đế chỉ thị tiếp theo hắn cảm giác cái này huyền đế liền là cái quái thai, có chút đoán không ra huyền đế ý tưởng chân thật. Cũng như năm đó lần thứ nhất vượt quan, huyền đế tâm tư thật rất khó khăn đoán. Như băng muội muội đâu, y thiền đợi một hồi vẫn là không nhịn được mở miệng, giang giật trong mắt lóe lên một tia lo lắng, không nói gì lông mày chăm chú nhíu lên. Hắn cũng không biết doãn nhược băng như thế nào, giờ phút này như thế tình huống hắn cũng không có cách nào đi tìm doãn nhược băng. Rất tốt, qua mấy hơi thời gian, một đạo nhàn nhạt thanh âm từ không trung bay tới, thanh âm này vẫn là như vậy uy nghi, có được một cỗ vô thượng uy áp, làm người ta tin phục, không dám ngỗ nghịch hắn. Huyền đế lần nữa nói ra, chúc mừng các ngươi thông qua khảo nghiệm đi vào lạnh cốc, các ngươi cần làm liền là vượt ngang băng hồ, đến hồ nơi này nhà tranh, bản đế ngay tại trong túp lều chờ các ngươi. Bởi vì các ngươi là hai người, sở dĩ đến nơi trước tiên nhà tranh người đem sẽ trở thành bản đế người thừa kế, mà đi ở phía sau người sẽ bị hàn khí đóng băng, cuối cùng vĩnh viễn cùng bắc đế hải cốt làm bạn, nơi này hàn khí hội càng ngày càng nặng các ngươi cẩn thận không cần huyền đế nhắc nhở giang giật cùng y thiền đều cảm giác nhiệt độ càng ngày càng thấp thân thể hai người đều có chút bị đông cứng xu thế bất quá giang giật rõ ràng tốt đi một chút cũng không phải là thân thể của hắn so y thiền mạnh mẽ quá nhiều mà là hắn cảm mộ băng phong thiên lý đạo văn đối với băng tuyết hàn khí có tự nhiên chống cự lực a à, lại tới đây chiêu giang giật cùng y thiền đồng thời linh hồn chấn động lần trước liền nói chỉ có một người mới có thể sống sót lại muốn đùa nhưng lần này hai người cảm giác huyền đế cũng không có nói giỡn, đồng dạng trò siếc huyền đế cũng không có khả năng đùa hai lần A à hàn khí này thế nhưng là chân thành tồn tại, một khi bị đông cứng, đem rất có thể vĩnh viễn lưu tại cái này. Đi, Giang giật cùng y thiền liếc nhau, hai người đồng thời nhấc chân lên, băng hồ đối diện liền là huyền đế ở nhà tranh. Bất luận cái khác, hai người đều rất muốn đi gặp mặt thoáng cái cái này tuyệt thế kỳ nhân, đi gặp một lần cái này thiên cổ nhất đế. Bất quá, Giang giật tốc độ cũng không có đạt tới cực hạn, mà là cùng y thiền đồng dạng tốc độ, y thiền đối với hắn có ân, hắn không muốn y thiền ở phía sau bị đông cứng thành băng điêu. Giang giật, người không cần phải để ý đến ta, toàn lực chạy vội đi. Y thiền bên mặt nhìn giang giật một chút nhẹ nói đạo, giang giật không có trả lời, chỉ là trầm mặc bôn tẩu, hai người bởi vì không có nguyên lực sở dĩ tốc độ cũng không tính quá nhanh, chỉ có kim cương cảnh nhất trọng tốc độ. Hưu, tốc độ này cũng rất khả quan, hai người chỉ là hao tốn mười mấy hơi thở thời gian tựu bôn tẩu đến băng hồ bên cạnh, trên hồ toàn bộ kết băng, hành tẩu cũng không có ảnh hưởng. Nhưng mà, hai người bước vào mặt hồ một khắc này, lập tức cảm giác khác biệt, bởi vì mặt hồ khối băng cùng trên đất băng tuyết khác biệt, nơi này khối băng có thể truyền ra một luồng hơi lạnh, hai người trong nháy mắt này đều cảm giác huyết dịch bị đông cứng. Chạy, Giang giật hét lớn một tiếng, chỉ có toàn lực chạy, hai người mới sẽ không bị đông cứng chết, dựa vào vận động để thân thể phát nhiệt, chống cự giá lạnh. Y thiền ngược lại là muốn chạy, chỉ là giờ khắc này cảm giác thân thể đều chết lặng, tay chân có chút không nghe sai khiến, tốc độ thoáng cái chậm lại. Giang giật đi ra ngoài mấy trượng phát hiện y thiền rơi ở phía sau, hắn đôi mắt quay người lại con nhanh chóng lui trở về, một phát bắt được y thiền tay, lôi kéo nàng lao nhanh. Thi chạy khẳng định có trước có hậu, giống như hai người cùng một chỗ chạy đến điểm cuối cùng kết cục sẽ như thế nào. Giang giật không biết, y thiền cũng không biết, nhưng y thiền cảm thấy khẳng định không phải chuyện tốt, nàng lắc đầu dùng sức hất ra giang giật tay nói, giang giật, đừng quản ta, ngươi đi ngươi, Y thiền tâm cao khí ngạo, không muốn tiếp nhận người khác trợ giúp cùng thương hại, giống như huyền đế nhất định để nàng chết, nàng cũng không oán không hối. Cho nên nàng không muốn liên lụy giang giật, không muốn hại giang giật, vạn nhất giang giật bởi vì nàng cũng bị chết cóng, nàng chết cũng không nhắm mắt. Nói cái gì lời vô vị, giang giật thoáng cái nổi giận, lần nữa bắt lấy y thiền cánh tay lôi kéo nàng lao nhanh, đồng thời thanh sắc câu lệ phẫn nổ quát, người nếu như thế, ta cũng không đi, chúng ta cùng một chỗ bị đông cứng chết đi. Y thiền đối giang giật có đại ân, đã từng đã cứu mệnh của hắn, mà lại nội tâm của hắn không hiểu đối nàng có một tia tình cảm, sở dĩ để hắn vứt bỏ y thiền một thân một mình đi là không thể nào, giống như hắn vứt bỏ y thiền một thân một mình lên đường, vậy hắn vẫn là giang giật sao? Y thiền không nói thêm gì nữa, nàng cũng lạnh đến nói không ra lời, nàng biết rõ lại nói tiếp hội tiêu hao càng nhiều thể lực, cuối cùng sẽ bị tươi sống chết cóng. Giang giật tính cách nàng cũng biết một chút, nói cái gì đều vô dụng. Vù vù hai thân ảnh tại băng hồ bên trên lao nhanh, tuyết lớn ngập trời dì rào rơi xuống, chiếu xuống hai người trên đầu trên người, hai người lông mày tóc rất nhanh đều kết băng, nhiệt độ càng ngày càng thấp, liền phun ra khí đều có kết băng dấu hiệu, thân thể càng là hoàn toàn chết lặng, còn kém huyết dịch đông kết. Băng hồ không tính lớn, nhưng hai người lại cảm giác đường này quá dài rằng rặc, tựa hồ vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Bịch, y thiền trước hết nhất không chống nổi, nàng hai chân cảm giác hoàn toàn bị đóng băng không cảm giác, căn bản bước không động cước bộ, nàng thân thể mềm mại run lên thân thể bịt ngã trên mặt đất. Nàng lông nghi bên trên đều là băng, ánh mắt cũng biến thành mơ hồ, nàng nhìn thật sâu giang giật một chút, bờ môi hơi động một chút, nói một câu yếu ớt đến chỉ có con mũi mới có thể nghe được, tạm biệt, giang giật. Hiu, giang giật đột nhiên quay đầu, hắn nghe không được y thiền, nhưng hắn có thể cảm nhận được y thiền ý nghĩ, hắn không có chút gì do dự quay người đem y thiền trên lưng, sau đó đoạt mệnh lao nhanh. Trường 1121, người vi phạm với quy tắc giống như nguyên lực có thể vận chuyển, giống như thời tiết không phải như vậy rét lạnh, đừng nói có một người, coi như có một tòa núi nhỏ giang giật cũng có thể buôn tẩu như gió. Nhưng ở băng hồ phía trên, giang giật thân thể bị đông cứng, bước chân càng ngày càng nặng trọng, có nghi thiền sau hắn lập tức cảm giác được tốc độ chậm không ít, cũng cảm giác có một tòa đại sơn, để hắn không chịu nổi gánh nặng. Nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ, cũng chưa từng nghĩ tới vứt bỏ y thiền, nội tâm của hắn kiên định như sắt chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vậy liền mang theo y thiền đi nhà tranh trước, còn như có thể hay không đến, hai người đồng thời đến lại có kết quả gì, hắn không muốn để ý tới. Y thiền lên giang giật cóng, không hiểu cảm giác được một tia ấm áp, có lẽ là lần thứ nhất cùng nam tử như thế thân cận, để nàng có chút không thích ứng, để nàng có chút khẩn trương xấu hổ. Giờ khắc này nàng không hiểu thanh tỉnh rất nhiều, nàng phát hiện giang giật tốc độ bắt đầu trở nên chậm, trước mới còn không có nhìn thấy băng hồ bờ, cũng không biết băng hồ lớn đến bao nhiêu. Giang giật, buông ta xuống, nếu không hai người chúng ta đều phải chết. Nàng thật sâu hít hai cái khí, dùng vô cùng khẳng định giọng điệu tại Giang giật bên tai nói, ngữ khí chưa từng như thế nghiêm khắc qua. Nhưng Giang giật ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ chạy như điên, căn bản không có để ý tới nàng. Giang giật, nếu như ngươi tôn trọng ta, liền để xuống ta, nếu không hôm nay qua đi, ta y thiền cũng không tiếp tục nhận ngươi người bạn này. Giang giật, ngươi lỗ tai điếc buông ta xuống, ta y thiền không cần ngươi thương hại. Giang giật, coi như ta cầu ngươi được không thả ta ra, ngươi không có thiếu ta cái gì. Giang giật, chớ ép bản tiểu thư cùng ngươi trở mặt. Y thiền không ngừng tại giang giật bên tai giống lớn, khi thì thanh sắc câu lệ, khi thì đau khổ cầu khẩn, nhưng giang giật tựa hồ thật điếc, căn bản không có phản ứng nàng, chỉ biết là vùi đầu lao nhanh. Tốc độ của hắn cũng càng ngày càng chậm, trước kia còn có kim cương nhất trọng tốc độ, giờ phút này lại đạt đến thần du nhất trọng tốc độ. Hô hô, y thiền nghỉ ngươi cái này một hồi, rốt cục thở ra hơi nàng lần nữa hít một hơi thật sâu ánh mắt lộ ra một tia kiên định hai tay đột nhiên hướng giang giật phía sau lưng vỗ tới một kích này nàng đã dùng hết toàn lực giang giật tôi không kịp đề phòng tiếp theo hạ bị nàng đánh ra ngoài thân thể của nàng cũng đập ầm ầm rơi vào mặt băng phía trên nàng nhìn qua nổi giận quay đầu giang giật gào thét giang giật đi ngươi không đi ta lập tức chết ở trước mặt ngươi nói y thiền đại thủ thật cao nâng lên liền muốn hướng đầu mình vỗ tới nàng mặc dù không thể vận dụng nguyên lực nhưng thiên quân đỉnh phong thân thể rất mạnh, dưới một kích này rất có thể đem đầu đập phá. Ngớ ngẩn nữ nhân, Giang giật nổi giận băng băng mà tới, tại y thiền còn không có đánh trúng đầu mình trước trùng điệp đưa nàng tay đập bay, đồng thời một cái tay khác nắm lên thân thể của nàng hung hăng hướng nàng mặt vỗ qua. Giang giật cũng hoàn toàn chính xác nổi giận, để nữ nhân này dạng này làm một lần, hắn hội lãng phí càng nhiều thể lực, sở dĩ hắn không có lưu tình chuẩn bị trùng điệp phiến nàng một bàn tay, đem nàng phiến tình. Phanh, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Giang giật tức thì nóng giận công tâm phía dưới, quên đi y thiền mang theo mặt nạ, sở dĩ một tát này đánh vào mặt nạ của nàng phía trên, đưa nàng mặt nạ trùng điệp đập bay, lộ ra một tấm kinh diễm tuyệt mỹ mặt. Ây, Giang giật giật mình, nhìn qua gương mặt này nội tâm của hắn run lên, cũng không phải là gương mặt này quá đẹp, mà là gương mặt này hắn đã từng thấy qua. Thiên tinh đại lục phía đông có một cái tử vong chi hải, Giang giật đã từng hai lần lâm vào tử vong chi hải bên trong, kém chút bị nơi đó hắc đằng giết chết. Cái này tử vong chi hải phía dưới còn có một cái phi thường kỳ lạ cảnh quan bên trong có một cái bạch ngọc cổ quan, trong quan tài có một cái tuyệt sắc thiếu nữ khỏa thân thi. Hắn đã từng nhìn qua thiếu nữ kia thân thể, cũng nhìn qua tấm kia tuyệt mỹ mặt, gương mặt kia cùng giờ phút này y thiền mặt trùng hợp, đơn giản giống nhau như đúc. Khác biệt chính là gương mặt kia có chút ngây ngô, giờ phút này khuôn mặt càng thêm xinh đẹp. Y thiền liền là tử vong chi hải nữ thi, sang giật mộng. Hắn rất nhanh nghĩ đến hoang vu trong Đông Hải bị y thiền cứu, lúc ấy hai người tại một cái nhỏ hẹp trong không gian tránh thoát yêu đế truy sát hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ sắc mặt hắn đột nhiên có chút nóng lên y thiền năm đó đã nói với hắn mặt của nàng chỉ có thể cho nàng tương lai phu quân xem hắn không chỉ có nhìn y thiền mặt năm đó còn nhìn y thiền thân thể toàn thân đều thấy hết a à, y thiền thân thể mềm mại cũng run lên nàng đeo lên mặt nạ kỳ thật nguyên nhân rất lớn liền là không muốn để cho giang giật nhận ra nàng Đương nhiên nàng cũng hoàn toàn chính xác chán ghét đám kia như như con ruồi công tử, tại dưới mặt nạ nàng có thể che giấu mình cảm xúc cùng ý tưởng chân thật, như thế sẽ không giống doãn nhược băng đồng dạng sống được mệt mỏi như vậy. Giờ phút này bị giang giật thấy được mặt của nàng, còn biết năm đó ở trong cổ quan khỏa thân thể thiếu nữ là nàng, coi như dùng y thiền tâm tính cũng không thể bình tĩnh. Nàng cúi đầu không dám nhìn giang giật, hô hấp cũng biến thành gấp rút, giờ khắc này thời gian tựa hồ động lại. Hô hô, giang giật rất nhanh tỉnh ngộ lại, nội tâm lửa giận cũng đã biến mất, hắn chưa hề nói nửa câu nói nhảm, đem y thiền lần nữa cóng lên hướng nơi xa chạy như điên. Vừa rồi Giang giật cóng y thiền chạy một đoạn lộ trình, bất quá hai người cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Lần này khác biệt, Giang giật cảm nhận được phía sau nữ tử như ngọc da thịt, trong đầu thỉnh thoảng hiện ra một cỗ hoàn mỹ đồng thể, hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút, trong đầu cũng không khỏi tự chủ xuất hiện một tia ý niệm, cũng như cái này đầy trời phong tuyết làm sao đều tản ra không đi doãn nhược băng phát hiện giang giật thân thể có chút nóng lên cảm nhận được hắn không tự tại động tác cùng thần sắc cũng có chút trong gió lộn xộn nhất là bắp đùi của mình bị giang giật cánh tay vòng lấy thân thể hoàn toàn dán tại giang giật trên lưng bôn tẩu lúc không thể tránh khỏi ma sát cái này khiến nàng bất loạn nghĩ cũng khó khăn hai người trầm mặc bôn tẩu không một người nói chuyện dạng này ngược lại bầu không khí lúng túng hơn càng phát kiểu diễm bất quá liền là loại này kiểu diễm để cho hai người hồn nhiên vong ngã cũng bất chi bất giác vượt ngang mấy ngàn trượng khoảng cách. Thân thể hai người bản năng phát nhiệt, tại thời khắc này thế mà không cảm giác được hàn ý, tim đập quá nhanh, có chút bị đông cứng huyết dịch lưu động quá nhanh, bên trong khối băng còn hòa tan. Đương nhiên, coi như thân thể hai người bên trong một loại nào đó kích thích tố bài tiết quá nhanh, dẫn đến huyết mạch hố tấm, cũng khó có thể ngăn cản càng ngày càng kinh khủng hàn lưu. Y thiền rất nhanh bị đông cứng thành băng côn, giang giật thân thể cũng kết băng, nếu không phải hàn ý chí lực cường đại, giờ phút này đều chạy không nổi rồi. Thiên nhân hợp nhất, Giang giật quả quyết tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dạng này chỉ ít hàn khí sẽ không đóng băng linh hồn, hắn có thể để thân thể đạt tới cực hạn, thẳng đến hoàn toàn không động được mới thôi. Bịch, lần nữa bôn tẩu hơn 2.000 trượng khoảng cách, Giang giật thân thể trùng điệp té ngã trên đất, bởi vì hai chân bị đông cứng qua được tại nghiêm trọng, hắn bỏ lên mấy lần còn không có đứng lên, cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng dùng cả tay chân bỏ sát còn Y Thiền giờ phút này đều tựa hồ cùng hắn hòa làm một thể hai người bên ngoài cơ thể đều là băng cứng đem hai người đông cứng một khối cũng không còn cách nào tách rời nhà tranh hai nén nhang về sau Giang giật rốt cục tái thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới xem đến nhà tranh hắn phí sức bỏ tới bên bờ khuỷu tay cùng trên đầu gối đều mài đổ máu bất quá huyết dịch đều chảy không ra trực tiếp bị đông cứng ầm thân thể của hắn trùng điệp đổ vào nhà tranh trước lộn một vòng Y Thiền cũng theo trên lưng hắn lăn xuống đến Y Thiền đã trở nên thần trí không rõ, linh hồn của nàng bị đông cứng, căn bản không biết ngoại giới tình huống như thế nào. Ông, nhà tranh tại thời khắc này phát sáng lên, nhà tranh trước không gian kịch liệt ba động, bốn phía thiên địa nguyên khí ngưng tụ ra một cái hư ảnh, ngưng tụ ra một cái phong thần như ngọc nam tử, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn qua giang giật, mở miệng nói, người trẻ tuổi, ngươi. Vi phạm với quy tắc, chương 1122, thật có lỗi, ta làm không được. Vi phạm với quy tắc, giang giật con mắt giờ phút này là nhắm lại hơn nữa còn bị băng cứng đóng băng nhưng lông mi vẫn là hơi khẽ động môi rung rung thoáng cái phát hiện căn bản là không có cách hé miệng hắn muốn phản bác vài câu đáng tiếc thực sự không động được huyền đế hư ảnh rất chân thực cảm giác tựa như một cái người chân thật đương nhiên giang giật tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái vẫn có thể phát hiện cái này đích xác là cái hư ảnh không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức huyền đế nhìn thấy giang giật dáng vẻ như kiếm lông mày hơi động một chút lập tức tay tùy ý phất một cái, một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, giang giật trên người băng cứng lập tức hòa tan. Hắn tại thời khắc này cũng cảm giác nguyên lực đột nhiên có thể điều động, vội vàng đại hỉ bò lên, nhanh chóng vận chuyển nguyên lực hóa giải băng cứng. Hưu, tại thân thể khôi phục một chút về sau, giang giật không có đi xem huyền đế, mà là bằng nhanh nhất tốc độ hướng y thiền phóng đi. Một tay theo nàng phía sau lưng rót vào một cỗ nguyên lực giúp nàng khu trục hàn khí, Y thiền đã cóng đến đã hôn mê, nếu là một hồi sẽ qua có thể tự vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Huyền đế một bộ thanh sam, lưng như kiếm, khuôn mặt như đao, trên mặt không có nửa điểm thần sắc, toàn bộ hư ảnh để lộ ra một cỗ vô song khí thế, cũng cảm giác giống như là một cái dấu ở trong vỏ đao bảo đao, mặc dù không có ra khỏi vỏ lại đao khí như rồng. Giang giật rót vào rất nhiều nguyên lực, giúp y thiền đem toàn thân hàn khí khu trục, xác định nàng sẽ không chết về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về huyền đế hắn hướng phía trước đi vài bước, rất cung kính một gối quỳ xuống, một tay xoa ngực cong xuống, gây nên cho võ giả sùng kính nhất lễ nghi. Ngươi cho bản đế quỳ xuống không dùng, huyền đế đạm mạc mở miệng nói, ngươi vi phạm với quy tắc, ngươi chỉ có một con đường chết. Đồng thời, cái này nữ hoa hoa cũng phải chết, ây, giang giật ngẩng đầu, cũng không phải là sợ hãi huyền đế muốn giết hắn cùng y thiên, mà là kinh ngạc tại huyền đế lời nói. Huyền đế không phải một lũ thần hồn sao làm sao lại có linh trí lời này nếu như nói đã sớm lưu lại, đánh chết hắn đều không tin. Đương nhiên, hắn không dám nói nửa câu nói nhảm, cũng không dám hỏi nhiều nửa câu. Tại nhân vật như vậy trước mặt, nói sai một chữ rất có thể chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục. Hắn ngẩng đầu nhìn huyền đế, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt xa xăm, bất kháng bất ti mở miệng nói, ta cho ngươi quỳ xuống, là bởi vì ngươi là huyền đế, mà không phải nghĩ phá hư ngươi định quy tắc. Vãn bối chỉ có một điều thỉnh cầu, việc này không có quan hệ gì với nàng, là một mình ta phá hư quy tắc, ngươi muốn giết cứ giết ta. Huyền đế, ngươi là thiên cổ nhất đế, sẽ không loạn giết vô tội nữ nhân A. À. Ha ha ha, huyền đế cười ha hả, tiếng cười rất khủng bố, chấn động đến tầng không gian tầng ba động, xa xa băng hồ tầng băng đều bạo liệt một mảnh, nước hồ mãnh liệt lan lộn, bất quá rất kỳ quái chính là, y thiền thế mà không có bị đánh thức. Hắn ngửa mặt lên trời cười to một trận, lúc này mới nhìn qua Giang giật nói, bản đế đáp ứng ngươi thỉnh cầu, bản đế cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi làm đến ba chuyện, ta tự tha cho ngươi một mạng. Tốt, ai cũng không muốn chết, Giang giật tự nhiên như thế, hắn trùng điệp gật đầu nói, huyền đế, ngươi mời nói, chỉ cần Giang giật có thể làm được, nghĩa bất dung từ. Ừm, huyền đế khẽ vuốt cằm ánh mắt nhìn về phía y thiền nói, bản đế để ngươi không nên cùng ta lúc đầu cử người bộ hạ gia tộc là địch cũng không thể đánh giết bọn hắn bất kỳ một cái nào tộc nhân, ngươi có chịu không? Ây, Giang giật trần chờ, hắn đôi mắt lấp lẽ, rất nhanh cắn răng ngẩng đầu lên nói, thật có lỗi, huyền đế, việc này ta làm không được. Bác đế gia tộc và ta có thủ giết cha, ta giết tà phi, tà đế gia tộc cũng sẽ không bỏ qua ta. Sở dĩ ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, nếu ta có thực lực này, ta chỉ giết bác đế cùng bọn hắn gia tộc cầm quyền, không liên lụy vô tội, càng sẽ không giết bọn hắn ra người già trẻ em, còn như cái khác bát đế gia tộc, không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Ha ha, huyền đế cười lạnh, cũng không biết hắn là vui vẫn là giận. Hắn cũng không có dây dưa chuyện này, ánh mắt nhìn về phía phía đông nói, chuyện thứ hai, bản đế muốn người đạt tới nhất định thực lực về sau, đem vô tận biển sâu sở hữu yêu tộc chém giết sạch sẽ, không muốn buông tha một cái đại yêu, bởi vì kia là đối nhân tộc uy hiếp lớn nhất. Thật có lỗi, Giang giật đắng chát cười một tiếng, vẫn là bướng bỉnh lấy răng nói ra, ngao lư đối ta có đại ân, Ngao lư tôn nữ cùng ta là bằng hiếu, ảnh hoàng hắc thần đối ta cũng có ân, sở dĩ việc này ta làm không được. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, như nhân tộc cùng yêu tộc bộc phát đại chiến, ta tuyệt đối đứng tại nhân tộc bên này, bởi vì ta là một người. Ngươi cái gì đều làm không được, dựa vào cái gì muốn bản đế đặc xá ngươi. Huyền đế ánh mắt thoáng cái lạnh xuống, bốn phía không gian nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, một cỗ khí thức kinh khủng theo huyền đế hư ảnh bên trong truyền ra, gia, để giang giật cảm giác từng tòa đại sơn đè xuống, hắn kém chút quỷ đều quỷ bất ổn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Huyền đế ánh mắt như đao, lạnh lùng nhìn qua giang giật, chờ trọn vẹn một hơi thời gian mới nói ra, một chuyện cuối cùng, người nếu vẫn làm không được, người liền có thể chết đi. Dám ngỗ nghịch bản đế người, cho tới bây giờ chỉ có một con đường chết. Huyền đế thu hồi khí tức, con mắt quét qua nhìn qua y thiền nói, người trẻ tuổi, người là một cái tư chất mộ tính rất cao người, bản đế hy vọng người không nên bị nữ nhân ràng buộc, một khi bị tình vây khốn, người sẽ xuất hiện nhược điểm nội tâm cũng vô pháp trở nên kiên định ôn nhu hương liền là mộ anh hùng sở dĩ bản đế muốn người vứt bỏ tất cả nữ nhân dạng này mới có thể đạp vào võ đạo đỉnh phong phá toái hư không bạch nhật phi thăng giống như người đáp ứng người nói bản đế có thể đem huyền thần cung ban cho ngươi còn có bản đế huyền thần đao cùng huyền thần khải đây là hai kiện thần khí thần khí giang giật đôi mắt bản năng sáng lên truyền âm bên trong huyền đế cung nội có huyền đế năm đó lưu lại chiến đao cùng chiến khải đây là thiên tinh giới duy nhất hai kiện thần khí, lại không nghĩ rằng hai món đồ này thật tồn tại, huyền đế không có đem bọn chúng mang đi. Bất quá cái này huyền đế hư ảnh lại có linh hồn giang giật giờ khác này lại hoài nghi huyền đế năm đó đến cùng có hay không bạch nhật phi thăng, nếu không cái này hư ảnh tại sao có thể có linh hồn. Một vấn đề cuối cùng, kỳ thật giang giật căn bản cũng không có cân nhắc qua, để hắn vứt bỏ tô như tuyết, vứt bỏ doãn nhược băng, vứt bỏ phượng loan thanh ngư các nàng, có thể sao? Hắn thân thể trùng điệp cong xuống, chắp tay quát khẽ nói ra, Giang giật làm không được, mời huyền đế ban được chết. Mời huyền đế ban được chết, Giang giật câu nói sau cùng thanh âm tương đối lớn, dư âm quanh quẩn không ngớt, huyền đế sắc mặt cũng rốt cục có chút một tia biến hóa, trong mắt của hắn xuất hiện một tia sát cơ, tay hướng giữa không trung tìm tòi, nhà tranh tự động mở ra, bên trong một cái màu đen chiến đao bay ra, bắn vào huyền đế trong tay. Đã như vậy, bản đế ban thưởng ngươi chết một lần, lại chờ đợi kế tiếp người thừa kế xuất hiện. Huyền đế hờ hững nói, thanh âm lạnh lẽo như vạn năm hàn băng, cường đại sát khí để giang giật linh hồn đều đang run rẩy. Huyền đế hai tay bắt lấy chiến đao chậm rãi dơ lên, bốn phía nguyên lực điên cuồng hướng chiến đao hội tụ mà đi, một cỗ khí tức kinh khủng theo chiến đao bên trong lan tràn ra. Giờ khắc này, giang giật tin tưởng cái này chiến đao đích thật là thần binh, huyền đế nổi giận một chảm phía dưới, coi như cửu tinh cường giả đều chỉ có thể thịt nát xương tan. Suy suy, huyền đế cũng không có nửa điểm trần chờ, tại chiến đao khí thế đạt tới kinh khủng nhất thời điểm hắn đột nhiên đánh xuống, một đạo đao khí lan tràn mà ra, đem không gian xé rách, như một đạo lãng bên trong hóa đơn tạm trực tiếp bắn giang giật, cuối cùng trùng điệp chạm tại giang giật trên thân thể. Giang giật không nhúc nhích, linh hồn bên trong đều không có nửa điểm rung động, ngược lại nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ chết. Oanh, bạch quang bao phủ giang giật, một đạo nổ thật to tiếng vang lên, giang giật bị đao khí nổ bay ra ngoài trăm trượng xa, thân thể cũng đập ầm ầm ở phía xa băng hồ bên bờ ây để giang giật kinh ngạc là hắn thân thể không có nửa điểm thương thế như thế kinh thiên một đao vậy mà không có chém nát hắn càng làm cho hắn khiếp sợ là thân thể của hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một cái chiến đao huyền đế chiến đao thế mà cắm vào hắn phía trước khối băng bên trong còn tại chậm rãi lắc lư như một cái cỏ đuôi chó giang giật ngạc nhiên ngẩng đầu hướng huyền đế nhìn lại lại nhìn thấy huyền đế tấm kia như đao gọt trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười thản nhiên hắn mở miệng cười nói người trẻ tuổi ngươi qua cửa ải, cái này chiến đao thuộc về ngươi, huyền thần cung cùng huyền thần khải cũng đều là ngươi. chương 1123, Vạn Thánh Giới Oanh, Giang giật não hải tựa như nổ tung, trên thực tế hắn gặp huyền đế sau một mực không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, huyền đế cũng không có cho hắn thời gian, sở dĩ ba cái kia vấn đề, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới là khảo nghiệm, chỉ là y theo bản năng trở về đáp. Giờ khắc này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ huyền đế chân thực dụng ý, nội tâm của hắn liên tục cười khổ, cái này thiên cổ nhất đế, hẳn là thiên cổ đệ nhất quái nhân, tư duy cùng thường nhân căn bản không giống. Bình thường người nếu là trái tim không tốt, đoán chừng muốn bị hắn sinh sinh hù chết, tươi sống đùa chơi chết. Vừa rồi loại tình huống kia phía dưới, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng sẽ không chất vấn huyền đế, bởi vì huyền đế trong lời nói có một cỗ không tên khí thế, để cho người ta không dám ngỗ nghịch hắn, chất vấn hắn. Giang giật hoàn toàn tưởng thật, một khắc cuối cùng hắn cũng coi là hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục để cho người ta không biết nên khóc hay cười, nhìn xem huyền đế trương này khuôn mặt tươi cười, giang giật triệt để thở dài một hơi. Đương nhiên hắn không dám làm loạn, chỉ là đứng lên, hỏi một trong đó tâm nghi ngờ nhất vấn đề tại sao là ta. Nguyên nhân có rất nhiều, huyền đế trầm tư một lát, mỉm cười nói ra, người hiểu hấp thu cương phong, sau đó lại tìm hiểu cương phong dung hợp biện pháp, bản thân ngươi tự có người thừa kế điều kiện. Đằng sau ngươi cũng thông qua được toàn bộ khảo nghiệm, bản đế tìm kiếm người thừa kế, chú trọng nhất mấy giờ thiên tư, tuổi tác, phẩm hạnh, đương nhiên điểm trọng yếu nhất, chân thành. Những điều kiện này người cũng có, sở dĩ người cũng cũng có tư cách kế thừa bản đế chiến đao chiến khải cùng huyền thần cung. Hy vọng người không muốn bôi nhọ bọn chúng, cái này ba kiện bảo vật theo bản đế chinh chiến nhiều năm, người như bị người đoạt chiếm, vậy liền tự sát đi. Ừm, Giang giật trùng điệp gật đầu, hắn có thể nhìn ra huyền đế đối cái này ba kiện bảo vật tình cảm. Đã hắn truyền thừa cho mình, cái kia chính là mạng của mình, hắn cũng không có nhiều lời, lần nữa một gối quỷ xuống, thật sâu cong xuống. Thời gian của ta không nhiều, cái này lũ thần hồn lúc nào cũng có thể hội tiêu tán, người có vấn đề gì cứ hỏi đi. Huyền đế lần nữa mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía trong túp lều nói, bên trong có bản đế chiến khải, còn có một khối ngọc phù, kia là khống chế huyền thần cung hạch tâm, người luyện hóa ngọc phù cái này huyền thần cung sẽ là của ngươi. Cứ hỏi, giang giật nội tâm rung động, cơ hội tốt như vậy hắn sao có thể bỏ lỡ, hắn trầm tư một lát, Liên Thanh hỏi Huyền Đế người cái này một lũ thần hồn tại sao có thể có linh trí ngươi chẳng lẽ không có phá toái hư không bạch nhật phi thăng? Ha ha, Huyền Đế cười nhạt một cái nói bản đế tự nhiên phá toái hư không giờ phút này bản tôn cũng tại thượng giới bên trong cái này tia tàn hồn là năm đó ta lưu lại của ta bản tôn tự nhiên có thể cảm ứng ta lợi dụng đại thần thông khống chế cái này lũ thần hồn nếu không lại như thế nào cùng ngươi đối thoại? A, à, Giang giật thân thể kịch liệt run lên. Kích động nói ra, thượng giới huyền đế, chẳng lẽ thế giới này thật sự có thần linh thượng giới là tiên giới sao? Ha ha ha, huyền đế cười to vài tiếng nói ra, thượng giới liền là tiên giới kỳ thật cũng có thể nói như vậy. Giống như dựa theo thiên tinh đại lục thuyết pháp, thượng giới cũng hoàn toàn chính xác có chân thần tồn tại. Người như có cơ hội đột phá cửu tinh thực lực, ngưng tụ thần hạch, người cũng có thể đi thượng giới. Đến lúc đó người có thể tới vạn thánh giới nhất phía nam thiên tinh thành tới tìm ta, ta là ở đó thành chủ. Thành chủ Giang giật đôi mắt sáng lên, xem ra huyền đế tại tiên giới lẫn vào có thể a nghiêu nhân quả nhiên ở đâu đều là nghiêu, hơn 70 vạn năm, không nghĩ tới huyền đế còn sống, xem ra thật sự là hắn thành tựu chân thần, bất tử bất diệt. Huyền đế, ngươi, vì sao không trở lại nhìn xem con dân của ngươi? Giang giật lại rất buồn bực vấn đạo, huyền đế đều trở thành chân thần, tùy thời có thể dùng trở về a. Áo gấm về quê, hưởng thụ vạn dân thăm viếng, cho thiên tinh đại lục con dân mang một ít thần khí công pháp loại hình cũng có thể trợ giúp thiên tinh giới càng